Ok, chúng ta cùng bắt đầu học luôn nhé. Bao nhiêu bạn vào rồi đây? Hai bạn rồi đúng không? Nào, đầu tiên chúng ta sẽ cùng ôn lại bài trước một chút nhé. Ôn lại bài trước một chút nào. Rồi, cô sẽ mời một số bạn nhé. Mời một số bạn này. Ở đây thì không thể đồng thanh được giống như trên lớp đúng không? Gì nhỉ? Ai đây? Thạch nào? Cô hỏi Thạch một chút nhé. Thạch nào? Dạ. Rồi, tên bạn là gì sẽ hỏi như nào em? Tên bạn là gì nào? từ từ cô để em nhỉ. Gì? Mình chữ sao mà Nǐ jiào shěn me míng zì đúng không? Lại nhá. Nǐ jiào shěn me míng zì đúng không? Để tiếp quý danh của ông là gì nào? Quý danh của ông là gì? quay Nín gì? Ồ, chưa học à? có nhưng mà quên Có nhưng mà quên. Đây là câu trả lời muôn thuở của học sinh sinh viên đúng không? Học chưa? Học rồi ạ, nhưng mà em quên. Hết cười. Nào, đứa khác vậy nhá. Tạm đứa khác đã nào. Cháu hỏi thành sau. Nhàn đâu? Quý danh của ông là gì nào? nín quê sinh ạ. Tôi họ Vương, chẳng có chưa? Hủa sinh quán Ủa à, sinh hủa sinh đoán. Vương đúng rồi, Vương là quán nhá. Ủa sinh quán, được chưa? Rồi ok, tiếp nào. Thế bạn họ gì thì sẽ hỏi như nào thôi. Bạn họ gì? Nỉ sinh sân ma Nỉ sinh sầm mơ, nào là sầm mơ không là sầm ma nhé. Nỉ sinh sầm mơ, ma đúng không? Tiếp, sức khỏe của bố bạn có tốt không nào? nỉ ba bà nỉ ba bà sân thị khảo ma Đây. Được. Công việc của bạn mệt không? Công việc của bạn có mệt không? nỉ cung chua lê ma Nỉ cung chua lây ma đúng không? Công việc của tôi không mệt lắm. Công việc của tôi không mệt lắm. của cung chua bú thai lây Cung chua cú thai lây đúng không? Rồi, ok. Tiếp nào. Nói là mẹ tôi không đi làm nào, hay là mẹ tôi không làm việc, đúng chưa? của mama bú của mama bú của mama bú cung chua Của mama pu nhé, đọc là pu cung chua đúng bú không? cung chua Rồi tiếp, chúng tôi cũng rất bận nào, chúng tôi cũng rất bận. nghỉ mân Của mân. à của mân dễ khẩn máng Của mân dễ khẩn máng đúng không? Em có thể đổi lên nhá. mân dễ Của mân dễ khẩn máng, được chưa? Rồi ok, bạn là khác tiếp nào. Kiều Trang nào. Kiều Trang gì nhỉ? Mời vào nào, Kiều Trang đâu, mời vào. em cô là chỉnh chi nữa Mời ngồi. chỉnh chua Mời uống trà nào. chỉnh khưa trá Chỉnh khưa trà đúng không? Tôi không uống trà, tôi uống nước. Mình sẽ nói là gì? Tôi không uống trà, tôi uống nước. của bu khưa trá Của khưa cháo của khơi sậy đúng không? Tiếp nào, rượu là gì ạ? Rượu là khưa uống rượu sẽ nói là gì ạ? khưa chiều Bố tôi không uống rượu nào, bố tôi không uống rượu. ba bà của ba bà bu khưa chiều Tiếp, thế bạn thích uống gì? Bạn thích uống gì? gì Bạn thích uống gì? Thích lấy gì? sĩ khoan ạ Sĩ khoan đúng rồi nào, vậy bạn thích uống gì thích là gì? Lý sĩ khoan lý sĩ khoan gì nữa, khưa khưa gì, gì từ để hỏi gì là cái gì, sầm mơ đúng chưa nhá, lý sĩ khoan khưa sầm mơ đúng không, chưa học hả? Nào tiếp. một vài từ là quên Đấy, lại có một vài từ quên. Hồng Nhung nào. ạ Hồng Nhung đâu. Uống gì ờ, nhỉ? em chào cô ạ Anh có thích em không nào? Sẽ hỏi như nào? lý sĩ khoan của ma Tôi không thích em.
của bu sĩ khoa nỉ. À, tôi thích em gái của bạn. Của sĩ khoa nỉ mây mây. À, thấy chưa nhá. Rồi, tiếp này. À, bạn thích uống trà sữa không nào? Bạn thích uống trà sữa không? Nỉ sĩ khoa khơ nải trà ma. Ừ, tôi không thích uống trà sữa, tôi thích uống rượu. Của bu sĩ khoa khơ nải trà. Của sĩ khoa khơ chiểu. À, được chưa nhá. Rồi, ok. Tiếp nào, quen biết hay là làm quen với ai, có động từ gì ạ? Rân sư ạ. À, được chưa. Bạn có quen gì nhỉ? Bạn có quen anh trai của cô ấy không? Nǐ rèn shì tā de gè gè ma. À, đúng rồi. Nǐ rèn shì tā gè gè ma cũng được, đúng không nhá. Tôi không quen anh ấy. À, tôi không quen anh ấy nào. Wǒ bù rèn shì tā. À, đúng rồi. Cao là gì ạ? Cao là cao ạ. À, được chưa. Em trai bạn có cao không? Nǐ tì tì cao cao ma. À, đúng rồi. Em trai tôi không cao lắm. Của tì tì bú thai cao. Ừ. Em trai bạn có đẹp trai không? Nǐ tì tì xoài ma. À, nó rất đẹp trai. Tha hẳn xoài. À, tha hẳn xoài, được chưa nhá. Rồi, cảm ơn nào. Xia xia. Đừng khách sáo. Bú khơ chì. À, rồi, ok. Không cần cảm ơn thì sẽ là gì ạ? Bú dung xia. À, bú dung xia, được chưa? Rồi, đấy, như vậy là chúng ta vừa ôn lại nghĩa của một số các cái từ và các cái câu nhá. Bây giờ sẽ là đối thoại này. À, sẽ mời bạn đối thoại bằng tiếng Trung nhá. À, Afe nào, Afe. Ni hao. Cảm ơn. Ni hao. Ni shen ti hao ma? Ni shen ti hao ma? 我身体很好. 你工作忙吗? 你工作忙吗? 不太忙. 不太忙. 工作累吗? 工作累不累? 累不累? 累. 工作很累. 好. 你喜欢喝什么? 你喜欢喝什么? 我喜欢喝酒. 喜欢喝酒. 好. 你喜欢喝奶茶吗? 喜欢喝奶茶吗? 我喜欢喝奶茶，也喜欢喝奶茶，好，你贵姓？你贵姓？我姓阮。你叫什么名字？我叫阮成飞。 叫阮成飞，啊，那 OK 呀，接着呢，你有哥哥吗？你有哥哥吗？哦，我没有哥哥。啊，没有哥哥，啊，你有妹妹吗？你有妹妹吗？我有妹妹。啊，有妹妹，你妹妹漂亮吗？你妹妹漂亮吗？很漂亮啊，妹妹很漂亮啊，好，妹妹很漂亮，认识你很高兴，认识你很高兴，认识你很高兴。好，这样了，再见，了，tốt nhá。Tiếp nào, biết được thông suy, bạn khác đâu, gì nhỉ? ASEAN nào, tươi, 你好。你好，老师。啊，你姓什么？你姓什么？我姓黎。啊，姓黎，好，你叫什么名字？叫阿仙。啊，叫阿仙，你身体好不好？我身体不太好。哦，身体不太好啊。你工作累不累？啊，工作累不累？不太累。啊，工作不太累，工作忙不忙？我工作不太忙。啊，也不太忙，对吗？嗯，也不太忙。好，你喜欢喝什么？你喜欢喝什么？我喜欢喝水啊，喜欢喝水。你喜欢喝酒吗？喜欢喝酒吗？我不喜欢喝酒。我不喜欢喝酒。喜欢喝茶吗？喜欢喝茶吗？我也不喜欢喝茶。啊，你爸爸喜欢喝什么？你爸爸喜欢喝什么？我爸爸喜欢喝酒。啊，爸爸喜欢喝酒。那啊，他身体好不好？他身体好不好？他身体很好。啊，身体很好，嗯，他身体很好。啊，你妈妈工作吗？你妈妈工作吗？
我妈妈不工作。哦，妈妈不工作，那嗯，她身体好吗？她身体好吗？她身体很好。啊，身体很好，嗯，好啊，认识你很高兴。认识你很高兴。啊，认识你也很高兴，没错，就 OK， 到你了。阿龙呢？你好，阿龙。老师你好。啊，你身体好吗？你身体好吗？我身体很好。哦，你爸爸妈妈呢？你爸爸妈妈呢？他们都很好。啊，你工作忙不忙？我工作不太忙。啊，累不累？工作累不累？嗯，不太累。啊，工作不太累。我工作不太累。啊，工作不太累。你有弟弟吗？你有弟弟吗？家里啊。啊，你有弟弟吗？我没有弟弟。啊，没有弟弟。你有哥哥吗？有哥哥吗？我也没有哥哥。啊，也没有哥哥。你有姐姐吗？你有姐姐吗？我有姐姐。啊，有姐姐。啊，你姐姐呢？你姐姐漂亮吗？你姐姐漂亮吗？她不太漂亮。嗯，em mày đang đánh đúng không? Ta bú thai kheo leo. À, ní chỉa chia cao mà. À, ní chỉa chia cao mà. Ủa chỉa chia khẩn cao. À, khẩn cao đúng không? Xie xie ní. À, xie xie ní. Bú dung xie. À, bú dung xie đúng không? Rân xie ní, wo hẳn cao xinh. À, rân xie ní, wo hẳn cao xinh. Rân xie ní. Với trẻ cao sinh. À, hảo, được chưa? Rồi, ok, tốt, đúng không? Đấy nhá, như vậy là chúng ta cứ đối thoại như thế là được rồi, đúng không? Alo nào, Lộc, nhí hào, alo. Nhí hào, à, nhí hào, không? Lão sư. Lão sư hảo, đúng không? Ừ, lão sư hảo, rồi. Nhi sân thí hảo ma? Nhi sân thí hảo ma? Nhi sân thí hảo ma? Giờ vẫn nhi sân thí hảo ma, chưa lắp được. Nhi sân thí hảo ma? Nào, thân thể hảo ma là cái gì? Hảo ma là khỏe không? Ừ, thế thân thể là sức khỏe thôi đúng không? Ừ, nhá, được chưa? Nào, nị thân thể hảo ma, vậy trả lời như nào? Ủa khảo ma, à, ủa bu khảo, à, ủa bu khảo. À, bu khảo đúng không? Ủa thân thể không thay hảo hay là ủa thân thể bu khảo? Nị cung chua máng ma, nị cung chua máng ma? Ủa cung chua khảo, à, ủa cung chua khấn khảo. À, cung chua, cô hỏi là có bận không đúng không? Ừ, nhá, cung chua máng ma. À. Gì? Cung chua? Cung chua máng ma. Ờ, mà, thế bây giờ trả lời bận hay không bận? Ừ, cung chua. Không bận. Ủa, cung chua bu lây. À, ok. Kiểu bây giờ không biết là phải trả lời kiểu gì. Bu máng, được chưa? Ừ, nhá, cung chua bu máng, đúng không? Đây là kiểu chưa học bài mà, đúng chưa? Tiếp nào. Đó, thôi bây giờ hỏi tiếng Việt đi, xem còn nhớ được từ nào không này. Em trai là gì? Nào, xem có nhớ được từ nào không? Em trai. Tì tì ạ. Ừ, tì anh tì trai ạ. Nào? Ừ. Cơ cơ. Ừ, chị gái. À, chia chia. Chia chia. Chia chia. À, chia chia đúng không? Rồi, công việc nào? Công việc là gì? Công việc là cung chua. À, cung chua. Ừ, cung chua đúng không? Trà sữa nào? Nải trà. Thích. À, xỉ huân. À, tôi thích uống trà sữa nào? Của xỉ huân nải trà. À, xỉ khoan nhé, đừng đọc xỉ khuân, xỉ khoan. À, của xỉ khoan nải trà. Ừ đấy, ô thế thế hỏi tiếng Việt sang tiếng Trung thì tốt ghê nhở, sao không trả lời được. Lát trọng, em chưa quen. Ừ rồi, ok, tiếp nào. Thế hỏi là quý danh của bạn là gì nào? Quý danh là... Lì... Lì gì? Lì quê sinh... Nị quê sinh thôi nhá. Ừ, nị quê sinh, đúng chưa? Ờ, nị quê sinh. Tiếp, thế tên bạn là gì? Sẽ hỏi như nào? Lì á. Lì treo... À, lì chưa... Treo sở mơ mình chữ. Nị treo sở mơ mình chữ. Nị treo sở mơ mình chữ. Rồi nhá, đấy, cố gắng lên lại nhá. Tuyền nào, ác chén đâu? Nị hảo. Lão sư khảo. Ờ, nị sân thí hảo mà. Ờ... Nào, nghỉ thân thí hảo ma? Ủa... Ủa bu khảo. À, thân thí bu khảo, đúng không? Nghỉ cung chua máng ma? Nghỉ cung chua máng ma? Ủa cung chua bu thai máng. À, rồi, nghỉ cung chua lây ma? Nghỉ cung chua lây ma?
Nǐ gōng zhuō bú tài lèi. À, wǒ gōng zhuō nhá, wǒ gōng zhuō bú tài lèi. Ừ. Ừ, nǐ ma ma piào liàng ma? Nǐ ma ma piào liàng ma? À, tā hěn piào liàng. À, nǐ xīng shěn me? Nǐ xīng shěn me? Xin họ đúng không? Nǐ xīng shěn me? Tôi xin Duan. À, xin Duan đúng không? Nǐ jiào shěn me mìng zì? Nǐ jiào shěn me mìng zì? Tên, nǐ jiào shěn me mìng zì? Tôi教啊。Tuyền đấy, a gì, a chuyến, tên của mình là chưa thuộc hả? Nhớ, nhớ cái tên của mình bây giờ là thuộc lâu lâu chứ nhỉ, đúng không? Ừ, cho a chuyến, nhớ chưa? Ừ, có cho tên thêm mọi người gì nữa, đúng không? Tiếp này, ní hiểu ti ti ma, ní hiểu ti ti ma. Của, cu hiểu ti ti. À, mấy hiểu nhá, chứ không, chúng ta không được nói cu hiểu nhá. Mấy hiểu, mấy hiểu. À, riêng cái từ hiểu không có thì phải nói là mấy hiểu, à, của mấy hiểu ti ti, đúng không? Ừ, mấy hiểu ti ti. Rồi tiếp theo này, nỉ ti gì nhỉ, nỉ hiểu cơ cơ ma, nỉ hiểu cơ cơ ma. Hiểu cơ cơ là gì, có anh trai không đúng không, trả lời như nào? Để em loát đây. Ừ, nỉ hiểu cơ cơ ma, cơ cơ là anh trai, hiểu là có, như vậy nỉ hiểu cơ cơ ma là cái gì? Ủa hiểu cơ cửa. À, ủa hiểu cơ cửa, đúng chưa? Ừ. Nhi cơ cửa xoay ma? Nhi cơ cửa xoay ma? Tha khẩn xoay. À, tha khẩn xoay, đúng chưa? Nhá. Nhi xỉ hoa khơ sở mơ? Nhi xỉ hoa khơ sở mơ? À, ủa, ủa xỉ khoan. Xỉ khoan, được. Lại này, ủa xỉ khoan. Ủa, ủa xỉ khoan khở nai trả. Nai trả. Nghe như Tây đọc ấy. Ờ, ủa xỉ khoan khở nai trả. Tôi tưởng là Tây Ba Lô đâu đọc. Đọc đúng thanh điệu rồi nhá. Đúng chưa? Ủa xỉ khoan khơ nải trá. Dân ngôn ngữ Anh là thế. Đây là đang học tiếng Trung nhá. Đúng chưa? Rồi ok. Đấy, cố gắng lên nhá. Ừ, cố gắng lên. Á khứa nào chị Hà? Ừ. Mỹ Hảo. Này, thật ra. Chào chú, Hảo. Ờ, rồi. Nhi chào sớm mình chữ. Nhi chào sớm mình chữ. Tôi chào A Khứa. Ừ, nǐ shēn tǐ hǎo ma? Tôi bù hěn kǎo. À, thường chỉ nói bù hǎo thôi chứ không nói bù hěn kǎo nhé. Bù hǎo. Bù hǎo. À, shēn tǐ bù hǎo. Gōng zhuō máng ma? Nǐ gōng zhuō máng ma? Tôi gōng zhuō hěn máng. À, gōng zhuō hěn máng. À, gōng zhuō lèi ma? Gōng zhuō lèi ma? Gōng zhuō bù lèi ma? Cung chua bú lây, à, cung chua bú lây thôi, không có ma nữa, ma là câu hỏi mất rồi. Cung chua bú lây. À, cung chua bú lây, rồi. Tiếp này, ní xỉ khoan khơ sở mơ, ní xỉ khoan khơ sở mơ. Wǒ xǐ huān kè chá. À, khơ chá. Ní xỉ khoan khơ jiǔ ma, ní xỉ khoan khơ jiǔ ma. Wǒ bú xỉ huān. Ừ, bú xỉ khoan khơ jiǔ, đúng không? Rồi, à, rén xì ní hẳn gào xìng, rén xì ní hẳn gào xìng. Gào xìng. Câu này là gì? Rất suy nghĩ hẳn cao sinh. À, tự chưa loát đâu. Quen biết. À, rất suy là quen biết không? Ủa khấn khả. Không, không, không. Nào, rất suy nghĩ hẳn cao sinh là quen với bạn tôi rất vui. Bây giờ phải trả lời như nào? Ủa dễ, ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ khẩn cao sinh, được chưa? Nhá, rồi ok. Đấy, thì đấy là hôm nay gọi một số bạn điển hình đúng không? Ừ, kiểm tra lại bài cũ nhá, được chưa? À, học với cô kiểm tra bài cũ đấy, chứ không phải là cứ học để chạy lấy số lượng đâu. Nên là chúng ta phải ôn đấy nhá, à, phải ôn đấy. Nếu mà chưa học được, tức là cô cảm thấy là nếu mà phần lớn mà lớp mình chưa học được là sẽ không dạy tiếp nữa đâu nhá. Phải ôn đến bao giờ học tiếp thì thôi. Thế nên là cố gắng lên, chúng ta không những vì mình mà vì cả một tập thể nữa đúng không? Đấy nhá, được chưa? Đừng để các bạn học chăm quá lại phải để cứ phải đợi những bạn không học bài đúng không? Nhá, nên cố gắng lên, cố gắng lên, học cho mình là chính thôi đúng không? Ừ, nhưng mà chung với một tập thể thì không những là cho mình mà học cả cho cả các bạn nữa, trêu là học cho cả các bạn nữa đúng không? Rồi đấy, lại về là về phần nghĩa nhá. Nào bây giờ sẽ xem về phần chữ xem nào nếu gì không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên trên slide của cô nhá. Ừ, có nhìn được chưa?
Rồi ok, nào, chữ chữ sẩm, đây là gì đây? Chữ này là gì nhỉ? Mình chữ. À đúng rồi, cái này chúng ta có thể bật mic lên để nói cũng được nhá. Mình chữ đúng không? Rồi. À, chữ chữ. Thế đây là gì? Quay xin. À, tuổi đúng rồi, quay xin đúng không? Ừ, quay xin. Rồi, tiếp theo. Sẩm mơ. À, sẩm mơ tuổi. Đây là gì ạ? Cung chua. Ừ, cung chua. Rồi, đúng rồi, cung chua, công việc đúng không? Rồi, tiếp theo. Khơ trà. À, khơ trà, rồi uống trà đúng không? Thì đây là gì ạ? Sân thị. À, sân thị, rồi đúng rồi. Chú sư. Nải trà. Ừ, nải trà, rồi, nải trà, chú sư. Chỉnh chim. À, chỉnh chim, đúng rồi, mời vào đúng không? Chú sư. Ờ, xie xie, đúng không? Ừ, xie xie. Cảm ơn. Rồi, đây là gì ạ? Chỉnh chua. À, chỉnh chua. Ờ, các bạn ơi, các bạn mà đang mở mic thì mà các bạn có việc riêng nữa, bạn này phải tắt đi nhá, được chưa? À, chỉnh chua. Rồi, tiếp theo đây là gì ạ? Bú khơ chi. Bú khơ chi. Bú khơ chi đúng rồi, bú khơ chi đúng không? Đúng thế sao? Rồi, tiếp theo. Rân sư. À, rân sư đúng rồi, rân sư, làm quen biết đúng không? Rồi, chưa sư sấy, đây là ai nhỉ? Mây mày. Ừ, mây mày đúng không? Tuy, chưa sư. Cưa cưa. Cưa cưa, tuy, chưa sư sấy. Chị chia. À, chị chia, đúng rồi. Chia sư. Dễ. À, tôi đúng rồi, dễ, đúng không? Rồi, nào, tôi sẽ mời riêng nhá, mời riêng này. Đấy, nãy chỉ thấy một số bạn đọc thôi. À, át Thảo nào, Thảo đâu? Dạ, dễ. Ừ, rồi, ok, ừ, Thảo đọc cho cô nhá. Đây là gì đấy ạ? Dễ. Ừ, dễ. Ờ, chị chia. Ừ. Cơ cửa. Ừ. Mây mây đúng rồi. Rân sư. Ừ, rân sư. Bú khơ chi. Ừ. Nà, chỉnh chua. Ừ, chỉnh chua. Xie xie. Ừ. Chỉnh chín. Ừ, chỉnh chín. Nải trà. Ừ. Sân thị. Ừ. Khơ trà. À, khơ trà, đúng rồi. Cung chua. À, cung chua. Sân mơ. À, sân mơ, rồi, đây là. Mì danh đấy, mì danh là gì nhỉ? Quay sinh. À, quay sinh đúng rồi. Và cuối cùng là mình chữ. À, mình chữ đúng không? Rồi, bạn khác một lần nữa nhá. Thì nhẹ xin mời bạn ai đây? À, Hải Anh đâu? Hải Anh đâu được không? Ừ, Hải Anh đọc xem nào. Rồi, mình chữ. Tiếp. À, quay sinh. Đọc to lên nhá Hải Anh nhá, bé lắm. Mơ. À, sẩm mơ. Cung chua. Ừ, cung chua. Khơ trà. Ừ, khơ trà. Sân thị. Rồi, tốt. À, nải trà. Chỉnh chim. À, chỉnh chim, rồi. Xie xie. Ừ, xie xie. Chỉnh chua. Ừ, chỉnh chua. Bú khơ chi. Ừ, bú khơ chi. Rân sư đúng không? Ừ, rân sư. Mây mây. Mây mây. Mây mây đúng không? Ừ, mây mây. Cưa cửa. À, cưa cửa. Cửa chia. Ừ, cửa chia. Dạ. À, dạ, được chưa? Rồi, ok, đấy nhá. Tiếp nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần bài khóa nhá. Ừ, phần bài khóa này. Bài khóa thì ở trong sách của các bạn nó có cái phần phiên âm đấy. Nên chúng ta cố gắng nhá, cố gắng đừng nhìn phiên âm, nhìn lên trên slide giúp cô được không? Trên slide giúp cô nhá. Rồi, bây giờ nghe cô đọc mẫu một lần đã này, sau cô sẽ mời lần lượt các cặp đôi đọc nhá. Ní khảo,
Ủa chào Quáng Lán. Ở đây chúng ta có tên riêng đúng không? Quáng Lán ạ. À, Quáng Lán sẽ dịch là Vương Lan nhé. Quáng là họ Vương. Bạn nào tên là Lan thì sẽ đọc là Lán ạ. À, Quáng Lán, Vương Lan. Ní hảo. Ủa chào Quáng Lán. Ní chào sở mơ mình dự. Ủa xin Trần. Trần là họ gì đây ạ? Trần nhé. Ủa xin Trần. Ủa chào Trần Sư Sủy. Trần Sư Sủy. Trần Sư Sủy dịch là gì các bạn? Ai dịch được không? Trần Thị Thủy. Ừ đúng rồi nhá, không được dịch là Trần Thị Nước nhá, đúng chưa? À, Sủy nghĩa là nước nhưng chúng ta phải dịch theo âm Hán Việt. Đối với việc dịch tên riêng là chúng ta lại phải tìm hiểu âm Hán Việt của chữ Hán này là gì để chúng ta dịch nhá. À, dịch tên riêng chúng không được phép dịch theo nghĩa mà phải dịch theo âm Hán Việt, đúng chưa? Đấy, vậy đọc dịch là Trần Thị Thủy nhá. Tiếp này. A Sủy, ní hảo, chỉnh chín, chỉnh chua. Nín hơ sầm mơ, hơ trá, xie xie, bú khơ chi. Nì cung chua máng mơ, bú thai máng. 你身体好吗? 很好. 认识你很高兴. 认识你我也很高兴. Được chưa? À, đấy, thì đấy là cái bài khóa này nhá. Bây giờ xin mời hai bạn nào, hai cặp đôi đọc cho cô nhá. Ai đây? Nào, Nhàn với cả Phi nhá. A Xén với cả A Phê nào. Cứ người A, người B nhá. Người A, người B. Đấy. Em đọc mặt trước kéo lắm cô giáo ạ. Kém phải đọc, kém phải đọc. Thế mà phải học trước, mới biết rồi học gì nữa. Lý Khảo. Ủa sao? Ủa treo, ủa treo. Ủa treo, ủa treo Quáng Lan. Quáng Lan. Quáng Lan. Nín. Nỉ. Nỉ. Rồi ok, cho Nhàn cơ hội sau nhá. Nhàn cơ hội sau này. Nhìn các bạn, một vài bạn, các bạn đọc trước đã. A Lúng đi, Long với Phi nào. Phi Long đúng không? Em trước. Rồi, A Lúng đọc trước. Ní khảo. Ní khảo. Wǒ jiào Quáng Lán. Nǐ jiào shěnme mingzi? Wǒ xīng Chen. Wǒ xīng Chen. Wǒ jiào Chen Shūshuǐ. Shū, shū là thị nhá. Chen Shūshuǐ. Chen Shūshuǐ. Rồi, đọc shū là. A Sủy, Ní Khảo, chỉ chín, chỉ chua. Nín khơ chấn mơ. Khơ chá. Chia sẻ. Bú khơ chi. Rồi, tiếp. Nỉ cung chua mắng mà. Đúng rồi. Bú thai mắng. Nỉ sân thị hào, sân thị hào mà. Khấn khảo. Rân sư nỉ, wǒ hěn gào xīng. Không có wǒ nhá, rân sư nỉ hěn gào xīng. Cái dòng trên này không có wǒ. Rân sư nỉ, rân sư nỉ, wǒ yě hěn gào xīng. Rồi, ok. Tiếp, xin mời hai bạn khác nào. A Lúng nhá, Dung, Nhung nào, Nhung với lại cả ai đây? Nhung với cả A Xén đi, Huyền đúng không? Rồi. Lúng đọc trước. Nhung đọc trước đi. Vâng ạ. Ní hảo, wǒ jiào Quáng Lán. Nǐ jiào shěnme mingzi? Wǒ xīng Trần, wǒ jiào Trần Shū Shuǐ. A Sủy. 你好, 请进, 请坐. 你喝什么? 喝茶. 谢谢. 不客气. 你工作忙吗? 不太忙. 你身体好吗? 很好. 认识你, 很高兴. 认识你我也很高兴. Rồi ok. Đó, hai bạn khác nào. Gì nhỉ? Hùng đâu? Hùng đọc được chưa? Hùng với lại cả ai đây? Hùng với Kiều Trang nhá. Hùng với Kiều Trang nào? Em đọc trước à? Gọi ai đi trước thì người đọc trước cho cô nhá. Thế. Ni hao. Wǒ jiào Quáng Lán. Nǐ jiào shěnme mingzi? Em quên. Wǒ xīng Trần. Wǒ jiào Trần. Trần Sư Sủy. Trần Sư Sủy. A Sủy. A Sủy, ni hǎo, qǐng jīn qǐng chuā. Wǒ
我喝您喝什么？我您喝什么？喝茶。谢谢。不喝鸡。你工作忙吗？不太忙。你身体好吗？ Khẩn khảo. Rân sư nỉ. Khẩn cao sinh. Khẩn cao sinh. Rân sư nỉ. Ủa dễ. Ủa dễ, đổi lên. Ủa dễ khẩn. Ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ khẩn nhá. Ủa dễ khẩn cao sinh. Dễ khẩn cao sinh. Được chưa? Rồi, ok. Ánh nào? Ánh với lại cả ai nữa đây? Ánh với cả Hường à? Ánh Hường đọc với cô xem nào? Ý khảo của treo quán án. Mình treo mình treo mơ mình chị. Của Trinh chén đâu của sinh chấn nhá. Cái chữ xe h n phải đọc là ân mà. Của sinh chấn, của sinh chấn, của treo chấn sư sợi sợi. Chấn sư sợi. A sợi. Nín khảo. Mời vào đấy. Nỉ cung chua mắng ma. Bu thai mắng. Nỉ sân thị hảo ma. Khấn khảo. Rân su nỉ khẩn cao sinh. Rân su nỉ của ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ nhé, đổi lên. Ủa dễ khẩn cao sinh. Ủa dễ khẩn cao sinh. Rồi, ok. Thạch nào? Thạch với Nhàn nhá. Nào, Nhàn đâu? Mình nãy giờ đúng chưa? Thạch với Nhàn đâu nào? Ni khảo. Ủa treo quáng lắm. Quáng lắm. Ủa nỉ. Nỉ treo sử ma mình chữ. Của sinh chấn, của treo chấn sư sủi 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 chấn sư sủi. Nín khảo, ní khảo, chỉnh chín, chỉnh chua. Sủi đâu, nín nín khưa sấm mơ. Khưa trà. Chưa gì à? Bú khơ chi. Bú khơ chi. Rồi, tiếp. Nỉ cung chua mắng ma. Bú thai mắng. Nỉ khơ. Nỉ sân thỉ. Nỉ sân thỉ khảo ma. Đây là gì? Rất tốt, rất khỏe đấy. Khấn đi. Khấn khảo. Rân sư nỉ khẩn cao sinh. Rân sư nỉ của dễ khẩn cao sinh. Rất xin nghỉ của dễ khẩn cao sinh, được chưa nhá. Rồi, ok. Tiếp nào, Hảo đâu? Hảo với lại cả ai đây? Hảo với nào? Hảo với Tươi nhá. Hảo với Tươi nào, lại một lần nữa. Em cho cô là Nǐ hǎo, nǐ jiào wǒ jiào Wǎng Lán, nǐ jiào shénme míngzì?
我姓陈，我叫陈秀水。嗯，阿水，你好，请进，请坐。嗯，您喝什么？喝茶。嗯，谢谢。不客气。嗯。哦，你工作忙吗？不太忙。你身体好吗？嗯，很好。哦，认识你很高兴。嗯，认识你我也很高兴。啊，认识你我也很高兴，được chưa nhá? OK, đấy. Dịch cho cô cái đoạn này đi xem nào. Ờ, ai nhỉ? Thảo nào? Thảo với cả Uyên dịch cho cô đi. Ừ. Xin chào, tôi tên là Vương Lan. Ừ. Ừ. Tự dưng không đáp ra câu này. Tên của bạn là gì? Ừ. Tên bạn là gì? Tiếp. Tôi họ Trần. Ừ. Tên gọi của tôi là Trần Thị Thủy. À, Trần Thị Thủy. Ừ. Định giật Trần Thị nước à? Trần Thị Thủy rồi tiếp. Xin chào Thủy. Ừ, mời chào Thủy. Thủy. Mời vào, mời ngồi. Ừ. Bạn uống gì? Ừ. Uống trà. Ừ. Ừ, cảm ơn. Ừ. Không có gì. Ừ. Công việc của bạn có bận không? Ừ. Không bận lắm. Sức khỏe à, bạn có khỏe không? Ừ, sức khỏe cũng được, sức khỏe của bạn thế nào đúng không? Ừ. Rất khỏe. Ừ. Tôi rất rất vui khi được làm quen với bạn. Ừ, đúng rồi. Anh bạn tôi cũng rất là vui. À, được chưa nhá? Rồi, hình như Thảo đang Covid à Thảo? Em mới bị hôm nay cô ạ. Đấy, thế cuối cùng là cũng không được bất tử giữa rừng ép không nữa thôi. Ừ nhá, thấy ho ho đúng chưa? Ừ, thôi cố lên, rồi ai cũng xác định đúng không? Xác định không thể bất tử được. Được chưa? Rồi ok. Đấy, thì đấy là nội dung của cái đoạn này nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa qua bài tập ở trong sách nhá. Ừ, bài tập trong sách các bạn cũng làm rồi đấy, nhưng mà sẽ chữa lại một lần nữa. Câu số 1 nào. Ừ, câu số 1 nhá. Đọc cho cô đi xem nào. Gì nhỉ? Kiều Trang, câu số 1 nào. Em cô nỉ gì nỉ treo sấn mơ mình chưa à đúng rồi, nỉ treo sấn mơ mình sự ngon, tên bạn là gì đúng chưa. Câu số 2 nào, xin mời A Lúng nào. Chưa bật mic em. Trinh lỉ nín quay sinh à đúng rồi, trinh lỉ sao phải đúng không. Nín quay sinh đúng nhỉ. À nhá gì. Giám đốc đúng không? Ý giám là... đốc. Họ quý danh của bọn ngài là gì? Quý danh của anh là gì, của ngài là gì đúng không? Rồi câu số 3 nào, Á Khứa chị Hà. Đây ok. Ừ. Đây là chưa loát được. Chưa làm à? Chưa làm đúng không? Rồi thế bạn khác nào, Uyên. Em thưa cô là nín khơ sầm mơ. Nín khơ sầm mơ đúng không? Cái này dễ mà, khơ này uống này. Như vậy sầm mơ là cái gì đúng không? Nín khơ sầm mơ, bạn uống gì đúng chưa? Nhá. Tiếp câu số 4 ạ. Câu số 4 nào. Gì nhỉ? Thạch. Câu số 4 của ba bà bu khơ chá. Đúng rồi, của ba bà bu khơ chá đúng không? Nghĩa là sao nhỉ? Tức là bố tôi không uống trà. Bố tôi không uống trà, đúng rồi nhá. Rồi, uống trà đúng rồi. Số 5 này. Phi, ở đây nào. Số 5 à. Nghỉ ma ở cung chua mắng bu mắng. Đúng rồi, như vậy cái này là câu hỏi và chúng ta kết cấu theo kiểu dạng là người ta gọi là câu hỏi chính phản đấy, đúng không? Lặp lại tính từ thêm bu ở giữa. Nghỉ ma mà cung chua mắng bu mắng. Mẹ bạn làm sao nhỉ? Bạn công việc của mẹ bạn có bận không? Đây được chưa. Số 6 nào, Át Rúng, Nhung. Thưa cô là nỉ ma mà thân thể hảo bu hảo ạ. Đúng rồi nhá, nỉ ma mà thân thể
học của họ, đúng chưa? Ừ. Sức khỏe của mẹ bạn có tốt không? Đúng không? Rất dễ. Câu số 7 nào? Câu số 7 gì nhỉ? Hảo nào? Hảo đâu? Chưa thấy bật mic Hảo ơi. Rồi, thế bạn khác vậy nhá. Gì nhỉ? Lộc, câu số 7 sẽ làm như nào? Của lão sư sinh đoạn ạ. À đúng rồi, của lão sư sinh đoạn. Ừ, cô giáo tôi họ Nguyễn, đúng không? Ừ, ok. Đấy, thì đấy là 7 cái câu này nhá. Đấy. Tiếp theo nào, có cái bài này đúng không? Ừ, đọc cho cô cái bài này một lần xem nào. Ai đọc trước đây? Rồi, xin mời bạn nhá. Thì nhà Tươi đâu? Tươi đọc trước xem nào. Ô, đi đâu rồi? Không thấy bật mic này. Nghe thấy cô nói nữa à? Em có, em quên mất. Ừ, đấy. Nǐ men hǎo, wǒ xīng yuán, wǒ jiào a hě, wǒ shēngqǐ hěn hǎo, gōng zuō yě bù máng, wǒ bù xǐhuān hě chá, wǒ xǐhuān hě shuǐ, dàn shì nǐ men wǒ hěn gào xīng, xì xiè. Ờ, đấy, được chưa nhá? Đấy, hy vọng là bạn nào cũng đọc được. Nhắc như bạn Tươi đúng không? Rồi mời bạn khác xem nào. Ờ, gì nhỉ? À đây. Nào Huyền đúng không? Có hai Huyền đấy. À, có một cái bạn Huyền không biết là như nào để cô gọi cho nó phân biệt được đây. Phải có hai Huyền không? Đâu, có một Huyền thôi à? Ờ, nào thế Huyền, Huyền đâu? Huyền đọc cho cô đi xem nào. À, nǐ men hǎo, wǒ xīng zhuǎn, wǒ jiào a hě, wǒ shēngqǐ hěn hǎo, gōng zuō yě hěn máng, bù máng, wǒ bù máng. Wǒ bù xǐ huān hě chá, wǒ xǐ huān hě shuǐ. Rất sư nỉ mân của dễ của khẩn cao xin của khẩn cao xin chia sẻ. À rồi ok tốt đúng không? Bạn khác nào thì nhẹ Phi. À nỉ mân khảo. Ừ. Ờ, của sinh giản. Ừ. Của treo a hứa của thì khẩn khảo. Công chua dễ bu mắng. Ờ, của bu sỉ khoan 喝茶，我喜欢喝水，但是你们，我很高兴，谢谢。 Rồi, hình ảnh rất tốt. Ai xuống nào, Hùng? Dạ. Dạ. Nǐ men hǎo, wǒ wǒ xīng zhuǎn, wǒ jiào a hě, wǒ 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 shēngqǐ hěn hǎo, gōng zuō gōng zuō yě bù máng, wǒ bú, 我很 à, gì nhỉ? Hẳn gì? Vui. À, 我很高兴. À, hẳn cao xinh. À, xie xie, được chưa? Nhá, rồi, ok. Ánh nào? Ánh đâu lại xem nào? Nǐ men hǎo, wǒ xīng zhuǎn, wǒ jiào a hě, wǒ shēng thân thể khẩn khảo, cung chùa, cung chua, cung chua đẹp, dễ bu máng, của bu chỉ quân khơ trá, của chỉ khoan, của chỉ khoan, nước uống nước là gì? Khơ sợi, khơ sợi, quen biết là gì nhỉ? Dân认识你们，我很高兴。嗯，你呢？谢谢啊。啊，được chưa？Rồi, ok. Bạn nữa nào? Nhung, Nhung lại lần nữa cho cô. Em cho cô là, 你们好。 我心软，我敲
A khứa nhá. À, của chào A khứa. A khứa là gì của chào A khứa. A khứa là tên của cô giáo đấy, à, nhá, tên của cô đấy. À, thì cô để đây. Đây là cái nhân vật sẽ xuyên suốt trong các tác phẩm đây đúng không? A khứa. Tiếp. Của chào A khứa. Của thân thể hẳn hảo. Cung chua dễ hẳn mặn. Cung chua dễ bu mắng. Của bu sỉ khoan khơ trá. Của sỉ khoan khơ sỉ khơ sỏi. Rân sư nỉ mân. Rân sư nỉ mân. Của hẳn kháng sinh. Xin xỉa. À, được chưa? Rồi, ok. Nhan, Nhan dịch cho cô xem nào. Ấy, phải tắt cái này. Cô là chào mọi người. Tôi gì? Tôi họ. Chào mọi người, tôi họ họ Nguyễn nhá. Giả tôi họ Nguyễn. Tôi tên đúng không? Tôi tên là gì? À, tên tên của tên là Hà. Tên của tôi là Hà. Gì nữa? Tên của tôi là Hà. Tôi rất tốt, sức tôi rất tốt. À, đúng rồi, sức khỏe của tôi rất tốt đúng không? Gì nữa? Cung chua vậy cung máng. Cung chua cung máng là sức khỏe của đâu? Công việc. Sức khỏe công việc của tôi công việc của công việc có bận không? Đâu, dễ bu máng mà. Của tôi. Công việc cũng bận. Không bận chứ đúng không? Công việc cũng không bận. Mấy cái câu này dễ nói phải gọi là hàng tỷ lần rồi mà sao? Sao dịch được vậy? Tiếp nào. Của bu xỉ khoan khơ trá là sao? Tôi không uống trà sữa. Thích, thích. Nhá. À, tôi không thích uống trà. Không thích uống trà. Mà thích uống gì? Thích uống nước. Thích uống nước. Gì nữa? Rất vui được gặp bạn. Rất vui được gặp bạn. À, quen biết với mọi người tôi rất là vui. Và gì nữa nhỉ? Cảm ơn. Cảm ơn, được chưa nhá. Rồi, ok, nhớ phải chuẩn bị bài nhá. Đấy, đây là đối tượng còn chuẩn bị bài rồi đúng không? Thấy gửi bài rồi đấy. Đấy. Ai chưa gửi cô nhớ đấy nhá. Được chưa? Không phải không nhớ đâu. Nhưng mà em chưa làm bài này ạ. Rồi, ok. Đấy, thì đấy là nội dung của bài số 4 đúng không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhắn tin với nhau một chút nhá. À, nhắn tin với nhau một chút. Các bạn có thể nhắn trực tiếp ở trên cái này cũng được. Cho nó đỡ bị trôi Zalo cũng được. Có thể nhắn Zalo cũng được, nhắn động được nhá. Rồi, câu đầu nhắn tiên là nhắn cho quen này. Cô nhắn ở đây cửa gì ạ? Nó có cái phần chat đấy em, có cái phần chat ấy. Còn không tìm thấy thì thôi nhá, nhắn vào Zalo cũng được nhá. Nào, câu đầu tiên. Xin mời. Gì nhỉ? Sức khỏe của bố bạn có tốt không? Nào, nhớ chưa? Đấy, nhắn đi cho nó quen. Sức khỏe bố bạn có tốt không thì sẽ là gì? Nǐ bà bà. Shēn tǐ hǎo bù hǎo. Rồi, đúng rồi, hoặc là nǐ bà bà shēn tǐ hǎo ma cũng được. Rồi, ok. Hảo được rồi này, Nhung được rồi đúng không? Tròn xoe nhá, chị tròn xoe này. Pa pa phải đánh là cái gì? Bờ bờ cơ mà, chị đánh thành chữ P mất rồi thì nó sẽ ra cái chữ đấy nhá. Đúng không? Rồi, ánh thì pa pa sân thì hảo ma cơ mà em ánh. Khánh hảo nó thành rất tốt rồi, đúng không? Rồi, cố gắng đánh ra nhá, đừng có ai chơi trò copy paste nhá. Với lại cố gắng nhớ phiên âm nhá, được chưa? Tiếp theo nào, sức khỏe của bố tôi không tốt lắm. Sức khỏe của bố tôi không tốt lắm nào thì sẽ là gì đây? Ủa bà sân thị, tôi đánh sai rồi em. Sân thị, ủa bà sân thị cũng thai hảo. Đúng rồi, Thảo đúng rồi, đấy. Đánh nó phải nhanh như này đúng không? Bà sân thị cũng thai hảo, rồi, ok. Thảo rồi, Long rồi, ok. Nhung, sân thị cái gì đây Lộc? Ủa sân thị, ủa ba bà sân thị cú thai hảo mà. Thai em đánh thiếu mất chữ y ngắn ở cái chữ thai rồi thành chữ tha đấy Lộc ạ. Rồi, ok. Tiếp theo nào. Công việc của bạn có mệt không? Nào, công việc của bạn có mệt không? Ừ.
Thì công chúa lây ma là ngon. Rồi tiếp, công việc của tôi rất mệt. Công việc của tôi rất mệt nào? Khẩn lây nhé tươi. Đánh nhanh quá nhiều khi đánh sai đúng không? Đấy, khẩn lây. Cung chua nhé Lộc ơi, luôn Lộc đánh chữ chua, chua phải là Z-U-O nhé. Em đánh thành Z-O-U đấy, thành chữ chẩu có rồi Lộc ạ. Đấy, chưa? Nhìn các bạn là có biết đánh thành cái chữ gì sai rồi đấy. Đây, cung chua. Cung chua mà anh ơi đánh cái gì đây? Cung chú. Cung chua nhé. Rồi, đấy. Thảo kìa. Tiếp theo nào, gì nữa? Bạn thích tôi không? Nào, bạn có thích tôi không? Hay anh có thích em không? Nào. đấy, cái câu này đánh phải nhanh vào. Thiếu thiếu câu hỏi Huyền ơi. Câu này nhanh thế, đúng không? Rồi. Lý sĩ khoa của ma, đúng không? Thiếu câu hỏi Lộc ơi. Nhà này thiếu mất chữ ủa nhá. Chưa, ý chí hoa ủa ma cơ mà. Đấy. Người thì đánh thiếu ủa, người đánh thiếu ma, người đánh thiếu nỉ. Tiếp theo này. Tớ không thích bạn, tớ thích anh trai bạn. Nào. Nghe có đau lòng không? Tớ không thích bạn, tớ thích anh trai bạn. Thì sẽ là gì? Ủa, bú sĩ khoan nỉ đúng không? Ủa sĩ khoan nỉ cưa cửa. Ủa sĩ bình tĩnh thật đấy. Rồi, đúng rồi, 我不喜欢你,我喜欢你, cơ cửa hay là 我喜欢你, cơ cửa là được rồi, đúng không? Thích anh trai bạn nhé, chứ không phải thích anh trai của anh cô ấy nhé. Nếu mà anh trai của cô ấy mới là tha cơ cửa nhé, Huyền nhé, cái Huyền này kia kìa. Đấy, 我喜欢你, cơ cửa nhé, nhà ơi, không nó cơ cửa nỉ nhá, anh trai bạn thì phải bạn lên trước. Đấy, 我喜欢你, cơ cửa. Đấy, ngược nhá. B. Uống rồi nhé. Tiếp nào. Anh mất à? Bạn thích uống rượu không? Bạn có thích uống rượu không nào? Bạn thích uống rượu không? Ý chị Phan khơ chịu ma đúng không? Thiếu mất chữ ma kìa Thảo. Đấy, đánh nhanh ghê ấy nhờ. Lúc này đánh nhanh ghê ấy. Ý chị Phan khơ chịu ma. Xong chưa? Tiếp này, tôi không thích uống rượu, tôi thích uống trà sữa nào. Đấy, đánh đi cho nó quen. Tôi không thích uống rượu, tôi thích uống trà sữa. Rồi, tôi đánh rất nhanh đấy. Của bu xì hoa khơi chiều, của xì hoa khơi nải trà đúng không? Đúng rồi. Ok. Tiếp nào. Mời vào, mời ngồi, mời uống trà nào. Combo đấy. Chưa. Mời vào, mời ngồi, mời uống trà. Chị Hà ơi, chữ khưa chị Hà chọn sai đấy nhá. Khưa là uống thì phải có cái bộ khẩu ở đầu cơ. Chị chọn cái chữ này là chữ khứa là và mất rồi. Rồi. Mời vào, mời ngồi, mời uống trà đúng không? Tươi bị thừa mất chữ chai rồi em. Chỉ chim, chỉ chua, chỉ khơi trá thôi. Đúng rồi. Đấy. Nhớ chưa? Rồi, ok. Rồi, tốt. Chua của Lộc sai rồi Lộc ơi. Chua này là chua làm rồi. Còn chua ngồi cơ mà. Chua ngồi nó phải có bụng thổ với hai cái thằng người ngồi cơ nhá. Chị Hà bị sai chữ. Chị Hà chưa đúng chữ nào cả. Cái câu này nó chỉnh chị phải đánh là Q-I-N-G nhá chị Hà nhá. Chị đánh thành Z-I-N-G nó lại thành ra cái chữ này mất rồi. Q nhá. Đầu tiên phải là Q. Đấy. Chỉnh chim. Đấy, như vậy là phải nhớ cả phiên âm nữa nhá. Thì mới đánh được. Nếu không thì không đánh nổi đâu. Okay. Tiếp theo này gì nhỉ? Bạn quen giám đốc Vương không? Nào, bạn quen giám đốc Vương không?
Rồi, ok Thạch. Ừ, đúng rồi. Nǐ rén shì huáng jīng lǐ ma? Đúng không? Ừ, rồi, hảo rồi. Rồi, ok, đấy chị Hà, câu đấy đúng rồi đấy ạ. Ừ, được chưa? Rồi, tiếp đây. Bạn quen giám đốc Vương không? Ừ, nhị đơn sư quán trinh lý ma đúng không? Ok, tiếp nào. Tôi không quen ông ấy. Ừ, tôi không quen ông ấy nào. Rồi. Rồi, ok. Ừ, của phú rân sư tha đúng không? Ừ, ông ấy nhá nhàng. Tha này thành cô ấy rồi. Ừ. Rồi. Tiếp theo nào. Tôi gì nhỉ? Tôi không có anh trai, tôi có em trai. Tôi không có anh trai, tôi có em trai nào. Ừ. Mấy hiểu cưa cửa, mấy hiểu ti tì đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo nào, chị gái bạn có xinh không? Ừ, chị gái bạn xinh không? Ừ, mỹ chị tiếp theo leo ma đúng không? Rồi. Trả lời này, chị gái tôi không xinh lắm. Ừ, chị gái tôi không xinh lắm. Ừ. Theo leng nhà đánh sai rồi em ạ. Leng là phải đánh là gì? L I ngắn A N G cơ mà. Em đánh thành mỗi là leng là của tiếng Việt nhá. Em đánh leng của tiếng Việt là sai chữ này. Đấy, leng của tiếng Trung phải là L I ngắn A N G cơ nhà nào. Ừ. Đấy nhá. Đúng rồi, ủa chỉ chia phú thai phèo leng. Rồi. Tiếp theo nào, cảm ơn, đừng khách sáo nào. Rồi, nhàn đúng rồi đấy. Ừ, xin xìa, phú khơ chi. Xia xìa mà nhà nó đánh cái gì đây? Xia xìa em lại đánh thành của tiếng Việt đấy. Xia của tiếng Trung nó phải là xia nhá, em phải đánh xia đúng không? Thành cái chữ này, đúng chưa? Đấy. Ú khưa chi nhá ánh ơi, ánh khưa phải này là ke, em đánh thành he rồi, ke nhá. Thạch cũng thế. Đấy, như vậy chỉ cần đánh sai một phiên âm thôi đúng không? Nó sẽ ra sai chữ đấy nhá. Chưa? Rồi ok đấy nhá. Đấy, tạm thời hôm nay chúng ta học đến đây cái bài số 4 đúng không? Ừ, tạm thời dừng lại đây được chưa? Đấy, về nhà audio lại đi nhá, lại lại đi. Đó. Hôm nay nào chúng ta tiếp tục sang bài số 5 ạ. Hôm nay sang tiếp bài số 5 nhá. Học xong bài số 5 này chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhá, chưa? Ôn tập bài kiểm tra, nhưng mà chắc bài này phải học 2 buổi mới hết được, 2 buổi mới hết. Sau đó là có thể là một buổi ôn tập với lại kiểm tra nữa, đúng không? Ừ, như vậy còn khoảng độ 2 buổi nữa nhá, 2 buổi nữa là chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy. Rồi hôm nay mình sẽ học về chủ đề đó là gì đấy ạ? Tôi đi học tiếng Trung đúng không? Của truy xuế Hàn ngữ. Các bạn ghi đầu bài cho cô đi ạ.
Rồi nào, đầu tiên nghe cô đọc từ mới một lần nhé. Xuế, xuế, khan nhủy, khan nhủy, nán, nán, yên nhủy, yên nhủy, khán nhủy, khán nhủy, chẩn mơ yang, chẩn mơ yang, chưa, chưa, na, na, sư, sư, sấy, sấy, tọ, tọ, thấn yêu. À, cái từ này các bạn có thể đọc là thấn yêu cũng được nhé. Thấn yêu hoặc là thấn yêu. Người Trung Quốc thì sẽ hay đọc là thấn yêu này. Nếu mà đọc là thấn yêu thì các bạn bỏ cái dấu thanh điệu đằng sau này đi này. Đấy, bỏ cái này đi nhé. Thế còn người Đài Loan thì sẽ hay đọc là thấn yêu. À, thì các bạn đọc thế nào cũng được. Đọc theo Trung Quốc đại lục thì sẽ đọc là thấn yêu. Bỏ cái dấu đằng sau cho cô. Thấn yêu nhé. Ừ, thấn yêu. Rồi, tiếp theo này, 13 này. Truy, truy, yao, yao, nỏ, nỏ. À, các bạn để ý cái âm này nó có cái âm R ở cuối đúng không? Vậy những cái phiên âm nào có R ở cuối nhá, khi đọc người ta sẽ hay uốn lưỡi lên. Đấy, sẽ đọc là nỏ, nỏ, nỏ. Ờ, nỏ. Đấy. Tiếp này, yến kháng, yến kháng, công sư, công sư, chạy, chạy, gia, gia, huế, huế, zài jiàn, zài jiàn, hǎo jiǔ bú jiàn. Nào, cái từ này sẽ phân tích này. Ở đây có chữ hǎo với chữ jiǔ là hai thanh ba đúng không? Như vậy bây giờ hǎo phải đổi thành tháo lên đúng không? Bú với jiàn thì jiàn là thanh bốn nên là bú lại phải đổi đọc thành bú lên, được chưa? Đấy, như vậy cái từ này sẽ đọc là hǎo jiǔ bú jiàn. Hǎo jiǔ bú jiàn, được chưa? 23 này, duì bù qǐ, duì bù qǐ. Bên kia này, měi guān xì, měi guān xì. Ba, ba. À, bên dưới chúng ta hai danh từ riêng nhé. Trang tung, trang tung và quáng lán. À, quáng lán. Đấy, hai cái nhân vật này cũng rất hay xuất hiện trong cái cuốn sách này, được chưa? Rồi, ok, cô xin mời một bạn đọc lại một lần cho cô nhé. Ừ, một bạn đọc lại nào. Long nào, A Lúng. Xuế, khan ủy, nán, in ủy, khán ủy, chẩn mơ yang. Chẩn mơ yang, chẩn mơ yang. Chẩn mơ yang. Chưa, na, sư, sấy, tợ, bấn dậu, truy, 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 gieo, nả, yến háng, cung sư, cung sư, thẳng lưỡi ra cái âm S này không muốn lưỡi nhá, cung sư, cung sư, trai, rồi, cha, à cha, đúng không? Cha. Khuấy, à khuấy. Chai chen, chai chen. Kháo chẻo cú chen. Tôi bu chỉ, tôi bu chỉ. Bu chỉ. Mấy quan si, à mấy quan si. Ba, à ba, được chưa? Rồi, ok. Trang tung quang lạ. Rồi, tiếp bạn khác nào đọc lại nữa cho cô nào. Thạch đâu? Rồi có thấy ho phụ này hả? Thạch cũng ép không phải Thạch? Dạ. Vâng. Ô thế đấy à? Chứng tỏ lúc này hỏi ra lắm ép không ghê. Rồi đó thế nào? Xuế. Xuế nhé, xuế. Xuế. Khán ủy. Khan ủy. Đọc lại này, khan ủy. Khán, khan ủy. Nắng. Yên ủy, kháng ủy, chở mơ giang, chở mơ giang, chở, chưa, nói lại nhé, chưa, 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 na, rồi, sư, à, uốn lưỡi vào sư, sư, đúng rồi, đấy, tọ, bấn dậu, truy, 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 giáo, 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 nã, nã, dính kháng, công sư, dài, đâu, chai, nét cả chờ cơ mà đúng không? Chai, 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 chà, quý, khuấy nhá, khuấy. Khuấy. Chai chan. Kháo kháo chiểu. Kháo chiểu ui chan. Chen, đọc lại này, kháo chiểu phú chen.
khảo chiều phú chàng. Tuy bù chỉ. Mấy quan chi. Mấy quan chi. Ba. Ba. Quảng Tông. Trang. ZH đọc là chờ cơ mà. Trang Tung. Trang Tung. Và gì nữa? Quảng Lắng. Quảng Lắng. Được chưa? Bạn khác lại lần nữa. Xem nào. Uyên nào. Uyên nào. Cô đi. Em cô là Xuế. Khan Nhủy. Náng. Rồi. Inh Nhủy. Kháng Nhủy. Trần Mơ Răng. Chưa. Chưa nhé. Chưa. Na. Cư. Sấy. Tọ. Rồi. Phấn Nhiễu. Phấn Nhiễu. Phấn Nhiễu đi. Các bạn đọc Phấn Nhiễu cho cô nhé. Bỏ cái dấu hỏi cái dấu thanh ba đằng trước. Đằng sau này đi. Phấn Nhiễu. Phấn Nhiễu. Tree. Giao. Rồi. Nợ. Yên Kháng. Yên Kháng nhé. Yên Kháng. Cung Sư. Sai. Chia. Khuấy. Sai Xiên. Háo Chở Bú Chien. Tuy Bú Chỉ. Mấy Quan Si. Ba. Trang Tung. Quáng Láng. Quáng Láng. Được chưa? Rồi, cơ hội cho bạn cuối cùng này. Gì nhỉ Lộc? Xuế, Khan Ủy, Lán, Inh Ủy, Khan Ủy, Trần Mơ An. Thứ năm đọc lại này, Khán Ủy. Khán Ủy. Trần Mơ An. Trần Mơ Giang đọc lại này, Trần Mơ Giang. Trần Mơ Răng. Chưa. Na. Sư. Sấy. Tọ. Bấng Yêu. Truy. Ao. Eo. Giao nhé. Eo. Nả. Yên Kháng. Cung Sư. Chai. Chia. Khuấy. Khuấy. Chai Chien. Khuấy. Chai Chien. Kháo Chiểu Bu Chien. Tuy Bu Chỉ. Mấy Quan Si. Ba. Ba. Trang Tung. Hoàng Lán. Và Hoàng Lán. Được chưa? Rồi ok nhá. Nào bây giờ mình sẽ đi lần lượt từng từ một nhá. Sau đó sẽ luyện này. Rồi, có bài 5 đúng không? Tôi đi học tiếng Trung nhé. Cho cô cắt bớt mấy cái này đi, cô đỡ lùng nhiều nhé. Rồi, ti nào? Đầu tiên chúng ta có động từ gì đấy ạ? Xuế, đúng không? Xuế nhá, là động từ học ạ. Xuế, học. Xuế này, động từ học. Vậy chữ xuế này sẽ vẽ như thế nào? Mình cứ vẽ theo quy tắc làm sao đây ạ? Từ trên hướng dưới đúng không? Từ phải qua trái, đúng chưa? Nào, như vậy sẽ vẽ như thế nào trước? Đầu tiên là vẽ hai cái chấm này trước, đúng không? Cái này chúng ta sẽ tưởng tượng giống gì? Cái này sẽ liên hệ nào? Cái này có thể liên hệ được này. Hai quyển vở, đúng không? Cái này liên hệ hai quyển vở này. Đấy, sau đó một cái phẩy như thế này, đúng không? Cái này tưởng tượng là cái bút, được chưa? Hai quyển vở, một cái bút. Cái này là cái gì? Bàn học. Đúng rồi, tốt. Cái bàn học, đấy. Như vậy cái này là gì? Bộ này là bộ tử đúng không? Cái nửa sau của chữ hảo đấy, bộ tử tức là để chỉ con cái hay là thằng bé đúng không? Đấy, như vậy là tưởng tượng là có một thằng bé đang ngồi trước cái bàn có hai quyển vở và một cái bút để làm gì? Học, được chưa? Xuế. Đúng các bạn đấy. Vậy xuế là động từ nhá, xuế này, động từ. Học. Vậy ví dụ nói là không học thì sẽ nói là gì thôi? Bù xuế. Bù xuế, đúng rồi, dùng bù để phủ định thôi, đúng không? Bù xuế nhá. Ủa bù xuế. Ủa bù xuế, tôi không học. Bù xuế, không học. Thế hỏi bạn học không thì sẽ hỏi như nào? Bạn học không? Nỉ xuế ma. Đúng rồi, nỉ xuế ma thôi, đúng không? Nhá, lần lượt, nỉ xuế ma. Hoặc có thể dùng theo cái cách nào? Hôm trước học một cái cách hỏi nữa đấy. Nỉ gì?
xuế bu xuế, đúng không? Ừ, đấy, người Trung Quốc cũng có thể hay biểu đạt theo cái dạng số 2 đấy, nhỉ xuế bu xuế cũng là gì, học hay không học đấy, tức là bạn học không thôi, đúng chưa nhá? Nhỉ xuế ma, nhỉ xuế bu xuế, của xuế, thế còn không học là của bu xuế, đúng chưa? Ừ, đấy. Hoặc câu hỏi nào, câu này là gì đây, đọc cho cô câu này xem nào. Phi, câu này là gì đây? Nhỉ xuế shen gì nhỉ? Nhỉ xuế shen ma. À, tôi đúng rồi, nhỉ xuế shen mơ. À, nhỉ xuế shen mơ thì là cái gì đấy? Bạn bạn học cái học gì vậy? Đúng không? Học cái gì được chưa? Đấy nhá, như vậy là chúng ta có từ xuế. À, sao lại đọc là xuế sẩn mơ nhỉ? Tôi đang đọc là xuế sẩn mơ mà. Ừ, thì xuế sẩn mơ làm sao? Tôi là sẩn mơ chứ không phải sẩn mơ, đọc nghe như là sẩn mơ ấy. Thì đúng là sẩn mơ mà, cái không là sẩn mơ thì là cái gì? Thì xuế sẩn mơ. Tôi tưởng phép đọc nó là sẩn mơ mà, không phải à? Thì đúng rồi, còn gì? Ừ, sẩn mơ thì đọc là sẩn mơ đấy. À. Nhá, đọc sẩn mơ còn gì, đúng đúng không? Ừ, thì xuế sẩn mơ đúng không? Ừ, xuế sẩn mơ. Thế ngoài từ xuế này ra này, trong tiếng Trung nó cũng hay dùng một cái từ này nữa này, chúng ta có từ này nữa, xuế xí nhá. À, xuế xí. Xí này. Xuế xí nhá. Vậy xuế xí giống và khác ở xuế ở cái chỗ nào đây? Cái từ này người ta cũng rất hay dùng này. Xuế thì lúc đấy nó chỉ có chức năng là động từ thôi nhá các bạn nhá. Thế còn xuế xí ạ, nó vừa là động từ và nó lại vừa là danh từ nữa. Đấy, các bạn biết thêm từ này cho cô nữa này. À, xuế xí vừa có thể là động từ vừa có thể là danh từ. Vậy khi mà là động từ thì từ xuế và xuế xí bằng nghĩa với nhau, đều dịch là học đúng không? Thế còn khi sử dụng những danh từ thì từ xuế xí mình hay dịch là cái việc học tập nhá. Đấy, việc học tập đúng không? Chẳng hạn là hỏi là việc học tập của bạn như thế nào thì chúng ta phải dùng từ gì? Dùng từ xuế xí đúng không? Ừ, phải dùng xuế xí. À, lúc này không dùng xuế được. À, vậy phải hỏi là nỉ xuế xí chẳng mấy ăn chẳng hạn như vậy. Sau đó chúng ta sẽ học từ như thế nào đúng không? Hay là nỉ xuế xí hảo ma, bạn học có tốt không? Đấy nhá, việc học của bạn có tốt không? Thế còn ví dụ giống câu trên nỉ xuế sầm mơ thì chúng ta có thể hỏi là nỉ xuế xí sầm mơ cũng được đúng không? Ừ, nỉ xuế xí sầm mơ. Lúc đấy nó là động từ thì dùng như nhau, à, dùng như nhau được. Đấy, hiểu chưa? Rồi. Thạch nào, thầy đọc lại cho cô tất cả các cái cụm này một lần nhá. Xuế. Ừ. Bu xuế. Ừ. Ờ, nỉ xuế sư mơ. Ừ. Xuế xí. À, xuế xí, được chưa? Lộc nào, alo nào. Xuế. Ừ. Bu xuế. Ừ. Nỉ xuế sần mơ. Ừ. Xuế xí nữa, đúng không? Ừ, xuế xí nữa. Rồi, ok. Kiều Trang nào, trái túi bên. Cô xuế, ừ. Bu xuế, ừ. Nỉ xuế sấn mơ, ừ. Xuế xí. À, đây, nỉ xỉ hoan xuế xí ma, đúng không? Ừ, Kiều Trang, nỉ xỉ hoan xuế xí ma, có thích học không? À, của bu xuế xí ạ. À, bu xỉ hoan xuế xí hả? Yeah, ừ. Không thích học thì sau này, sau này làm gì, định làm gì? Không thích học. Chưa? Rồi. Tiếp theo nào, chúng ta có từ gì đây ạ? À, Hàn ngữ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi học cái tiếng mà chúng ta đang tìm hiểu đây, đúng không? Vậy cái tiếng mà chúng ta đang học đây đọc là Hàn ngữ nhá. Hàn ngữ này thì dịch chuẩn nhất chúng ta dịch là tiếng Hán. À, dịch chuẩn nhất là dịch là tiếng Hán. Thế tuy nhiên ấy, tiếng Hán thì bản chất của nó chính là tiếng Trung, nên chúng ta vẫn có thể dịch thành tiếng Trung được nhá. Đấy, Hàn ngữ dịch là tiếng Hán hoặc là tiếng Trung cũng được. Ngoài từ Hán ngữ này ra này, nó còn có một từ nữa là từ Trung Quốn. Một lát nữa cô cho xong nhá. Giờ sẽ hướng dẫn viết từ Hán ngữ trước đã. À, Hán ngữ tiếng Hán hoặc là tiếng Trung. Rồi, đầu tiên viết chữ Hán trước này. Vậy chữ Hán thì chúng ta sẽ viết bộ ba chấm thủy trước cho cô đúng không? Ừ, nước đấy. Hai cái này trước. Đấy, sau đó hất nó lên. Đấy, bên cạnh là bộ hiệu đúng không? Liên quan hiệu như cái tay đấy. Đấy, Hán. Hán này nghĩa gốc của nó có nghĩa là để chỉ dân tộc Hán nhá, dân tộc Hán. Đấy, thế còn ngữ là để chỉ gì? Ngôn ngữ. À, sau này các bạn một lát nữa các bạn học các cái ngôn ngữ khác các bạn đều sẽ thấy là gì? Cứ ngôn ngữ gì thì đằng sau của cái từ này bao giờ có chữ ngữ. Đấy, cứ có chữ ngữ là chúng ta thấy là gì? À, đây chắc chắn là ngôn ngữ đúng không? Hay là một cái tiếng gì đấy nhá. Vậy thì Hán ngữ bản chất của nó là gì? Ngôn ngữ của người dân tộc Hán. Đấy, ngôn ngữ của người dân tộc Hán. Thế tại sao ngôn ngữ của người dân tộc Hán lại là tiếng Trung? Ai biết không? Cũng giống như là ngôn ngữ của người Kinh thì chính là tiếng Việt đấy, có hiểu ý không ạ? Ờ, à, đấy nhá. À, Trung Quốc có 50 có bao nhiêu dân tộc các bạn có biết không? Ai biết không?
Thế Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? Tư. Ừ, may quá vẫn nhớ đúng không? Ừ. Việt Nam có 54 dân tộc, thì trong đấy dân tộc Kinh là dân tộc đông dân nhất đúng không? Ừ. Thì Trung Quốc họ có sẽ có 56 dân tộc ạ. À. Trung Quốc có 56 dân tộc, trong đó dân tộc Hán là dân tộc đông dân nhất nhá, gần như là chiếm đến 95% dân số luôn đúng không? Ừ. Đấy. Thì dân tộc Hán là dân tộc đông dân nhất. Nhưng mà cái tiếng của người dân tộc Hán thì chính là gì thôi ạ? À? Bản chất nó chính là tiếng Trung, cũng giống như là tiếng của người Kinh thì chính là tiếng Việt, có hiểu không? Tiếng Kinh thì chính là tiếng Việt. Đấy. Như vậy bản chất hai từ này là một. Cái cách gọi nó khác nhau thôi nhá. Đấy. Như vậy Khan Ủy thì mình vẫn hiểu đấy là tiếng Trung thôi, được chưa? Đấy, đấy là chữ Khan này, chữ Dũy này. Dũy đầu tiên cái bộ này trong đây là bộ đầu tiên chúng ta gặp là giống như cái chữ chỉnh đúng không? Bộ ngôn đấy, à, ngôn. Ngôn tức là liên quan đến gì? Ngôn ngữ và lời nói mà. Đấy, được chưa? Tiếng Hán, tiếng Trung thì tức là ngôn ngữ rồi. Đấy, như vậy sẽ có bộ ngôn này thể hiện. Giống như viết như chữ Y đúng không? Tiếp bên phải này, các bạn viết ngang sổ. Đấy, sau đó này ngang gấp xuống, ngang. Cứ lần lượt từ trên xuống dưới thôi đúng không? Cái chữ này mà đúng một mình đọc là ủ có nghĩa là số 5 đấy, 5 này. Đấy, bên dưới là bộ khẩu, cái miệng đúng chưa? Đấy nhá. Gì đấy? Như vậy mình từ Khan Ủy đúng không? Khan Ủy, tiếng Trung, thuộc tiếng Hán. Rồi, phía ngoài cái từ này ra này, ngoài từ này ra nhá, chúng ta còn một cái từ nữa đọc là Trung Quấn ạ, Trung Quấn. Đây, Trung Quấn nhá, Trung Quấn. Cái từ này thì sẽ dịch chính xác là tiếng Trung này, từ này sẽ dịch chính xác là tiếng Trung này, Trung Quấn. Cô viết phiên âm của nó sang đây nhá, phiên âm nó sẽ là như thế này. Trung Quấn. Trung Quấn nhá. Chữ này dễ viết đúng không? Ừ. Vậy các bạn để ý này, cái chữ Hán nào mà có cái chữ Quấn đằng sau này này thì thường cũng là để thể hiện ngôn ngữ nhá. Như vậy là trong tiếng Trung này, một là có chữ Dũy, hai là có chữ Quấn, thì thường là cái nó sẽ là để chỉ ngôn ngữ hoặc là tiếng, tiếng gì đấy, hiểu chưa? Trung Quấn, tiếng Trung nhá. Chữ Quấn này viết như nào? Dễ viết thôi, chấm một cái trước đi, sau đó ngang đúng không? Ừ, bên dưới là một cái kiểu cái vết chéo chéo như này. Đấy, chữ Trung thì dễ rồi. Hình chữ nhật nằm ngang và sổ giữa thôi nhá. Đấy, Trung Quấn, tiếng Trung. Rồi. Nào, vậy thì tôi học tiếng Hán hoặc tôi học tiếng Trung thì mình có thể nói là gì đây? Ủa xuế Khan Ủy đúng không? Ừ, hay là ủa xuế Trung Quấn, được chưa? Ừ nhá. Đấy, ủa xuế Khan Ủy hoặc là ủa xuế Trung Quấn. À, Thảo nào, Thảo, nǐ xuế shěnme? Nǐ xuế shěnme? Wǒ xuế Khan Ủy. À, xuế Khan Ủy đúng không? Kiều Trang nào, nǐ nè? Nǐ xuế shěnme? Ủa xuế Khan Ủy. À, hoặc là thêm chữ dễ đi đúng không? Cho câu nó hay hơn đi. Ủa dễ xuế Khan Ủy, đúng chưa? Đấy nhá. Vận dụng, cố gắng vận dụng tất cả những từ gì chúng ta học được để chúng ta đặt câu cho nó quen mồm đi, đúng không? Rồi, à, xuế nào Huyền? Nǐ xuế shěnme? Ờ, 我也学汉语. À, rồi, nào Phi, nǐ xǐ huān xuế Trung Quấn ma? Nǐ xǐ huān xuế Trung Quấn ma? 我喜欢 我很喜欢学中文. À, đấy chứ là xe xỉa đúng không? Đấy nhá. Bạn khác nào? Thạch, A Sứ nào? Ní xỉ hoa xế Trung Quấn mà? A Sứ? Ủa, bu xỉ hoan. Ô thế à? Sử... Bu xỉ hoan thì mày ngồi đây làm gì Thạch? À, vì tiền. À, vì tiền thôi. Ừ, alo, ní xỉ hoa xế Trung Quấn mà? Ủa, xỉ hoan... khẩn thế phải là khẩn trước xỉ khoan em ạ. Ủa khẩn xỉ khoan. Ủa khẩn xỉ khoan. Xỉ khoan Trung Quấn. À, khẩn xỉ khoan xuế Trung Quấn, được chưa nhá. À, Thảo nào, lý xỉ khoan xuế Trung Quấn mà Thảo. Em ạ. Ừ, Thảo. Thảo khẩn xỉ khoan xuế Trung Quấn. Của hấn sĩ khoan đúng không? Ừ, dạy hấn sĩ khoan xuế Trung Quấn, được chưa nhá. Thế thì học tiếng Trung là bắt đầu là chúng ta học cái gì nhỉ? Nó có hai phần đúng không? Học tiếng Trung gần như nó có hai phần tách biệt đấy. Một cái phần dễ nó là phần gì? Phần phát âm hay là cái phần phiên âm đấy, đúng không? Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ đi tách ra phát âm trong tiếng Trung sẽ là gì ạ? À, chúng ta có từ này nhá. Fa in. À, fa in. Pinin thì là phiên âm. Ừ, nhưng mà phát âm thì mình dùng là fa in đi. À, học từ này trước nhá. Sau này chúng ta sẽ học từ phiên âm kia sau. À, chúng ta có từ fa in, phát âm. Fa in à, nhá, đấy, bắt đầu.
Rồi, ghi tiếng Việt cho cô nhé. Fa in nghĩa là phát âm ạ. Vậy học tiếng Trung là thường sẽ phải học hai cái này đúng không? Rồi. Và một cái nữa khó hơn đó là cái gì? Chữ Hán đúng không? Ừ, chữ Hán. Ừ, thế chữ Hán trong tiếng Trung sẽ đọc là gì đây ạ? Chúng ta có từ Khan Chư. Ừ, Khan Chư nhá. Khan Chư sẽ là chữ Hán. Chữ Khan thì là trong từ Khan Bỉ chúng ta vừa viết đấy. Chữ Chư này. Đấy, chữ Chư chúng ta viết. Ừ, đúng rồi, Hán tự đấy. Đúng không? Khan Chư. Phiên âm nhá. Đấy, Khan Chư là chữ Hán. Khan Chư. Tayin Khan Chư đúng không? À, đúng nào Long, lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà, lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà. À, có thích học chữ Hán không? À, đúng hình như chưa bật mic đâu, mic còn đấy không? Lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà. Ủa, sĩ khoan xuế Khan Chư. À, sĩ khoan xuế Khan Chư đúng không? Ừ, nhá, Nhàn, sĩ khoan xuế Khan Chư mà. Nhàn đi đâu rồi sao? Ờ, thế bạn khác nào? Vì nhỉ, Thảo, lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà. Ờ, vô sĩ khoan xuế Khan Chư. Ờ, Tươi, ASEAN, nhỉ nơ, lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà. Ờ, vô bú sĩ khoan xuế Khan Chư. Bú sĩ khoan xuế Khan Chư. Nhá, rồi, Tuyền. Tuyền đâu, nhỉ nơ, lý sĩ khoan xuế Khan Chư mà. Vô bú sĩ khoan xuế Khan Chư. Ờ, dễ bú sĩ khoan xuế Khan Chư, đúng không? Ừ, nhá, thực ra chữ Hán hay mà. Bắt đầu chúng học chưa quen cảm thấy khó thôi. À, rồi, để pha in nhá. Đấy, có những bạn thì làm sao ạ? Ủa xuế pha in, ủa bu xuế Han Chư đúng không? Em phát âm thôi, em không học Han Chư, không học chữ Hán. Đấy. Đó, rồi, ok. Đọc lại cho cô tất cả các cụm này một lần nhá. Gì nhỉ? Uyên đâu? Ừ, Uyên đọc lại nào. Muốn. Ừ. Ủa gì đây? Ủa xuế đúng không? Ủa xuế. Ờ, đang đọc lại đi đâu rồi Uyên? Rồi, Hồng Nhung vậy nào? Hồng Nhung đọc lại cho cô vậy nhá. Em thưa cô là Han Yu. Ừ. Trung Quấn. Ừ. Ủa xuế Han Yu. Ừ. Fa in. Ừ. Fa in. Ừ. Han Han Chư. À, Han Chư đúng không? Á xuống nào Hùng? Dạ, dạ. Han Yu. Trung Quấn, từ đọc là Trung Quấn. Trung Quấn. Ừ. Ủa xuế Han Yu. Ủa xuế Han Yu. Phát âm nào? Fa in. À, fa in. Han Chư. À, Han Chư, được chưa? Rồi, ok, đấy nhá. Thì đấy là tiếng Trung đúng không? Chị gái không học tiếng Trung này, thôi, con này bỏ đi, đúng không? Ừ. Tiếp theo, chúng ta có từ gì nữa đây ạ? Nán, ừ, nán ạ. Tính từ, khó nhá. Ừ, nán. Từ này sử dụng như một tính từ bình thường thôi, nán ạ. Rồi, chữ này sẽ vẽ như thế nào đây? Viết lần lượt từ trái qua phải đúng không? Vậy đầu tiên viết cái bộ hiệu này trước này. Đấy, bộ này gọi là bộ hiệu nhá. Hiệu tức là hay liên quan đến những cái gì hoạt động của tay. À, tay. Hiệu này. Giống, thấy giống cái tay không? Đấy, nán này. Sau đó bên phải là đầu tiên là bộ nhân đứng trước đúng không? Nhân đứng trước. Đấy. Sau đó này, chấm một cái nhá. Sau đó ba nét ngang cho cô. Đấy, ba nét ngang này. Sau đó này, sổ xuống đúng không? Và sau đó là ngang sang. Đấy. Từ đọc là nán. Cứ nhớ theo quy tắc là gì ạ? À? Trái qua phải, trên hướng dưới, đúng chưa? Ngang trước và sổ xong. Đấy, ưu tiên như vậy là chúng ta sẽ biết được nhá. Nán. Khó. Rồi, vậy ví dụ bây giờ hỏi tiếng Hán có khó không đúng không? Hay là tiếng Trung có khó không? Vậy sẽ hỏi là gì đây? Khan Yu. Nán ma. Nán ma, đúng chưa? Ừ, Khan Yu nán ma. Hay là Trung Quấn nán ma cũng được. Đấy, Khan Yu nán ma. Trung Quấn nán ma. Nào, cứ hỏi một số bạn cảm nhận xem nào. Ờ, gì nhỉ?
Hải Anh, Khang Nghỉ nắm mà. Khang Nghỉ nắm. Khó hay không khó ạ? Khó. Khẩn nắm đúng không? Khang Nghỉ khẩn nắm. Khang Nghỉ khẩn nắm. Không có ma nữa nhá. Khang Nghỉ khẩn nắm, đúng chưa? Cái từ nắm này chúng ta sử dụng như một tính từ bình thường thôi. Thì đối với tính từ là chúng ta có mấy cách trả lời. Một là khẩn nắm này, rất khó đúng không? Khu nắm, không khó. Phú thai nán không khó lắm, hay là gì thai nán đúng không, tùy chúng ta cảm nhận nhá. Đấy, cái này học ở trong bài số 3 rồi, luyện rất nhiều tính từ rồi đúng không? Rồi ok, bạn khác thì sao? Gì nhỉ, Kiều Trang, khan nghỉ nán ma, khan nghỉ nán ma, khan quý khẩn nán. Hoặc chúng ta có thể tách ra, ví dụ em nói là chữ hán rất khó phát âm không khó lắm thì em sẽ nói như nào? Chữ hán rất khó phát âm không khó lắm. Khan chư khẩn nán. Khẩn nán, khan chư khẩn nán. Khẩn nán, khan pha in, pha in. Pha in bu khẩn nán. Có dùng bu khẩn nán không? Bú thai nán. Bu thai nán. Được chưa? Thai nán. Nhá, rồi bạn khác nói lại cho cô nào, Tươi. Chữ hán rất khó phát âm thì không khó lắm nào. Khăn chữ khẩn nán, pha in bù thai nán. Rồi ok, bạn khác nào? Thì nhà Huyền, nghỉ nó, nghỉ chuế tợ khăn nghỉ nán ma. Nào, khăn nghỉ nán ma Huyền. Sai ma, có đấy không? Hảo vậy nào, khăn nghỉ nán ma Hảo. Bú thai nán. Khăn nghỉ bú thai nán đúng không? Khó gì đâu, nhớ chưa? Nhớ. Lười tí thôi đúng không? Nhàn, khăn nghỉ nán ma. Khẩn nán ạ. Khẩn nán. Rồi ok. Đấy, rất khó đúng không? Hay là không khó thì sẽ là cu nán. Đấy, chữ hán này mình sẽ đọc là han chư nhá. Còn đây ạ, pha in sẽ đọc là phát âm sẽ đọc là pha in, được chưa? Rồi đọc lại một lần nữa tất cả các cái slide trên bảng của cô này. Gì nhỉ? Ai đây? Hùng nào? Nán ạ. Khan ủy nán ma. Khẩn nán. Bu nán. Chữ hán là gì? Khan chư và pha in được chưa? Rồi alo nào, Lộc xe túi men. Lán. Khan ủy lán ma. Khẩn lán. Bu lán. Khan chư. Pha in. Rồi ok, khứa nào chị Hà? Khăn rỉ khẩn nán. Đâu, khăn nghỉ nán ma đã. Khăn nghỉ nán. Khăn rỉ nán ma. Khẩn nán. Pu nán. Khăn chư. Pha in. Được chưa? Phi, khăn nghỉ nán ma Phi. Khăn nghỉ phụ thai nán. Phụ thai nán dễ mà, không như tiếng Việt nhá. Rồi ok, tiếp theo nào, chúng ta sẽ học thêm một số các ngôn ngữ nữa nhá, một số ngôn ngữ nữa này. Đầu tiên chúng ta có tiếng Anh ạ. Tiếng Anh đọc là gì đây? English. Đúng rồi, English. Như vậy thấy chưa ạ? Nhá, có chữ ủy này có nghĩa là ngôn ngữ này, hoặc các bạn có thể thay bằng Anh huấn cũng được nhá. Anh ủy hoặc là Anh huấn đều được đấy, nãy cô nói rồi đúng không? Cứ có chữ ủy hoặc là chữ huấn thì đều mang nghĩa là gì ạ, ngôn ngữ gì đấy. Anh ủy hoặc là Anh huấn nha, thôi mình dùng một từ thôi đã nhá. Anh ủy tiếng Anh. Rồi, vậy thì từ tiếng Anh này sẽ vẽ như thế nào nhỉ? Chữ ủy thì giống như trong từ Hán ủy rồi này. Cái chữ in thì sẽ vẽ như nào đây? Ngang trước, đúng không? Đấy, sau đó hai cái gạch như thế này nhá. Cứ nhớ theo quy tắc là từ trên xuống dưới, đúng chưa? Đấy, cái bộ này trong tiếng Trung nếu mà đứng một mình nó gọi là bộ thảo đầu nhá. Thảo đầu tức là liên quan đến các loài thảo mộc, đúng không? Cây cỏ. Nhưng ở đây chả liên quan gì đâu, đúng chưa? Chả liên quan gì đâu. Đấy, tiếp bên dưới này, đó, sổ này. Đấy, sau đó này ngang, gấp, đúng không? Tiếp tục này một nét ngang như thế này nữa, được chưa? Đấy, sau đó này vậy là mắt là sao đúng không? Đấy, từ đọc là in. Hình dung chưa, viết lại nhá. Ngang này, hai sổ này, thấy chưa? Một này, hai, ba này, đấy. Sau đó ngang đúng không? Vậy là mắt sao? Đấy, in này. Vì thì vẫn như vậy đúng không? Vì thì vẫn như thế. Bộ ngôn trước đi. Đấy, bộ ngôn viết như chữ y ấy. Đấy. Sau đó này là khẩu nhá, in ủy.
Alo, Long, anh ủy nán ma Long, anh ủy nán ma. Anh ủy khẩn lắm. Ồ nhờ, không thấy tiếng Anh khó cái vạn tiếng Trung nhờ, nó chia mới chắc đúng không? Rồi đổi trợ động từ, các vâng. Để thì với thời, nó loạn rất là lên. Chuẩn ạ. Đúng chưa? Học tiếng Anh mười mấy năm rồi, gặp người nước ngoài vẫn chỉ hello, how are you, I'm fine, hello. Hết đúng không? Đến câu đấy là tịt. Được chưa? Nhưng mấy chục năm đi học tiếng Anh nhờ, chả giao tiếp được. Đấy, rất khó. Thảo, anh nghỉ nán ma. Ừ, Thảo hình như siêu tiếng Anh này nè, hỏi xem mấy bạn siêu tiếng Anh xem. Anh nghỉ nán ma Thảo. Anh nghỉ dễ khẩn lắm. Ờ, Phi, anh nghỉ nán ma Phi. Ừ. Đấy, đây phải gọi là anh nghỉ lão sư đây này, bạn Phi này. Anh nghỉ khẩn lắm. Ừ. Nói cho có phong trào đúng không? Ừ, nhá. Tha tại anh nghỉ khẩn khảo, à, tha tại anh nghỉ khẩn khảo. Ừ, tiếng Anh nói rất ừ, đấy, bạn nào có muốn học tiếng Anh có thể liên hệ với thầy Phi nhá. Quảng cáo luôn, cảm ơn Hà nhá. Quảng cáo luôn. Chưa nào, hỏi bạn khác thế nào. Nhàn, anh nghỉ nán ma. Anh nghỉ dễ khẩn nán. Ồ, dễ khẩn nán, được chưa? Thôi nhá, để nên đứa nào ấy, học tiếng Anh mười mấy năm rồi đúng không? Cảm thấy mình không học được tiếng Anh nữa, thôi bây giờ cố học tiếng Trung đi. Không học được tiếng Trung nữa thì chả học được tiếng gì nữa đâu. Đấy, đảm bảo chúng mày luôn. Cố mà học đi nhá. Yeah, anh nghỉ. Đấy, như vậy học tiếng Anh thì sẽ nói là gì đây? Xuế. Ừ. Xuế anh nghỉ thôi, đúng không? Ừ, xuế anh nghỉ nhá, mình ghép vào thôi. Ừ, ghép một số cụm vào. Không học tiếng Anh thì sẽ là bù xuế anh nghỉ, đúng không? Hoặc là tiếng Anh không khó lắm, à, anh nghỉ bù thai nán. Đấy, chúng ta tùy vào cái kết cấu mà biểu đạt như thế nào thôi. Đấy, đưa một vài ví dụ này cho các bạn nhá. Rồi, đọc cho cô các cụm trên bảng nhá. Đọc cho cô các cụm trên bảng xem nào. Thạch đâu? Dạ. Ừ. Xuế anh ủy, xuế anh ủy, bu xuế anh ủy, anh ủy bu thai nán, à, đổi lên phải là bú thai nán nhá, được chưa? Rồi, Thảo nào, Thảo nào, thai nán. Xuế anh ủy, bu xuế anh ủy, anh ủy bú thai nán. À rồi ok. Uyên. Xuế yên ủy. Bú xuế yên ủy. Đừng đọc bú xuế, bú xuế. Bú xuế yên ủy. Yên ủy bú thai nán. Rồi Hùng nào. Hùng ở đấy không? Hùng đi ngủ rồi à? Lọc. Ừ, lọc nói luôn nào. Xuế anh ủy, bu xuế anh ủy, bu xuế à, đâu anh ủy, anh ủy, anh ủy bu tha lán, bu thai à, bu thai lán, thai lán, à rồi Thạch nào, Thạch đọc lại lần nữa nhá. Xuế anh ủy, bu xuế anh ủy, anh ủy bu thai lán, à anh ủy bu thai lán, được chưa? Đọc rồi nhưng quên bật mic ấy hả? Ờ, rồi ok. Tiếp theo nào. Đấy, chúng ta có một ngôn ngữ nữa đúng không? Bây giờ cũng đang rất là phổ biến ở Bắc Ninh đây. Đấy, không học được tiếng Anh nhá. Thử học tiếng Trung đúng không? Học tiếng Trung không được nữa đúng không? Thôi, cố học nốt sang tiếng Hàn xem có theo đuổi được không? Học tiếng Hàn không thể nữa thì thôi, chắc là mình không có tố chất học ngôn ngữ đâu nhá. Đừng học tiếng gì nữa. Rồi, tiếng Hàn đọc là cái gì đây ạ? Khán nghỉ. Ờ, khán nghỉ nhá. Hoặc là khán huấn cũng được nhá. Đấy, mình có thể dùng là khán huấn được. Khán nghị hoặc khán huấn. Nào, cái chữ khán này sẽ vẽ như nào? Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới đúng không? Như vậy lần lượt này thì sẽ vẽ cái gì trước đây? Ngang, sổ trước, đúng không? Đấy, tiếp tục này. Bộ khẩu như này nhá. Đấy, sau đó một nét gạch ngang bên trong, đúng không? Đấy, tiếp tục bên dưới lại là một cái dấu cộng nữa, ngang sổ. Đấy, cứ theo đúng quy tắc như vậy, trên xuống dưới, hiểu chưa? Tiếp tục này, bên phải ngang trước, hai nét ngang trước. Sau đó này, ngang, sổ móc lên, đúng không? Đấy, sau đó sổ xuống. Đấy, khán. Cái chữ này các bạn rất hay đọc nhầm với cái từ tiếng Trung kia nhá. Tiếng Trung đọc là khán ủy, thế còn thằng này đọc là khán ủy, nhớ chưa? Ủy thì vẫn như vậy, đúng không? Ngôn trước. Đấy. Chưa? Nhá. Khán ủy, tiếng Hàn. Nào, các bạn nào từng học tiếng Hàn chưa? Khán ủy nán ma, khán ủy nán ma. Long học qua tiếng Hàn chưa Long?
đâu rồi? Phi, hán ngữ nám ma ở đây, thầy này dạy cả tiếng Hàn các bạn ạ. Hán ngữ nám ma, hán ngữ khẩn nám, hán ngữ khẩn nám đúng không? Ồ, cô thấy hán ngữ là cái thể loại mà tức là tổng hợp và kết hợp rất là nhiều thể loại từ tiếng nọ một chút, tiếng kia một chút, khó khó nhất. Cô thấy tiếng Hàn là khó nhất luôn, nhất rất khó, à, rất khó. Hán ngữ đây, đây là kiểu tiếng Hàn đây này đúng không? Đấy. Nhưng tiếng Hàn về phần chữ viết thì nó lại dễ hơn tiếng Trung một chút. Đấy, ví dụ như là nó cũng sử dụng theo kiểu dạng các ký tự như thế này, nhưng mà các ký tự này nó lại có phiên âm của nó. Ví dụ như cái chữ này đúng không? Cái ký tự này đọc là chẳng hạn như là chữ c hay chữ g gì đấy đúng không? Ký tự này đọc là chữ n chẳng hạn như vậy. Cái này là phiên âm sai đấy, cái chữ này phải đọc là chữ k mới đúng này, nhá, được chưa? Đúng không? Đấy. Nhưng mà cái phần ngữ pháp của tiếng Hàn, ngữ pháp của tiếng Hàn thì lại rất khó. Tiếng Hàn thì nó cũng chia thì thời như kiểu tiếng Anh ấy. Thế xong đấy thì nhưng mà nó lại ngược, đúng không? Bao giờ động từ với cả tính từ nó đặt cuối câu cơ. Đấy nên là nói chung là rất là khó, à có thể khó lắm nhá. Hán ngữ. Rồi, một tiếng nữa, đó là tiếng gì đây? Tiếng Việt. Ừ, tiếng Việt, chưa? Tiếng Việt. Ừ, nhá. Duyên Nam Vị. Duyên Nam. Duyên Nam Vị. Duyên Nam Vị. Nếu chúng ta tách ra, Duyên Nam sẽ là Việt Nam nhá. À, Duyên Nam sẽ là Việt Nam. Đấy, Vị thì tính là tiếng rồi đúng không? Đấy, vậy thì Duyên Nam Vị sẽ là tiếng Việt Nam. Duyên Nam Vị Nam Ma, tiếng Việt khó không? Duyên Nam Vị Nam Ma. Duyên Nam Vị. Không có cô ạ. U nám. Úi giời. Đấy chẳng qua là sinh ra và lớn lên thôi đúng không? Ở đây nên cảm giác như vậy thôi. Đấy nhá. Chứ thực tế ra là gì ạ? Thái nám. Ừ, thái nám là người Tây mà người ta học tiếng Việt đi ạ, khó lắm nhá. Đấy. Thái in thái nám. Ừ, khó lắm. Thực ra là chúng ta chỉ biết cách sử dụng thôi, còn tức là kiểu chúng ta chỉ biết nói thôi, còn nếu mà để đi hiểu về bản chất thì chúng ta không hiểu đâu. Bây giờ cho chúng mày một câu nhá mà bảo phân tích, ví dụ như là chủ ngữ vị ngữ thì còn có thể phân tích được, nhưng mà bảo phân tích sâu hơn đúng không, vừa gọi là định ngữ này, bổ ngữ này, trạng ngữ này, úi dồi ôi sai hết nhá. Ừ, không phân tích được đâu, không phân tích được đâu. Đấy. ngày xưa mình học đại học ấy ạ, nó có một môn gọi là môn tiếng Việt đúng không, nghe thì rất là buồn cười, sinh viên Việt Nam đi học môn tiếng Việt nhưng không phải học theo cái kiểu dạng là đọc là a ớ bờ cờ như các bạn đâu đúng không, à đi học toàn những cái rất là vi diệu thôi ạ nhá. 95% sinh viên thi lần đầu tiên trượt hết. Mình lần đầu tiên cũng bị trượt môn tiếng Việt. Kinh khủng ạ. Đấy. Lần thứ hai thì chỉ đủ điểm qua thôi, lần thứ hai chỉ đủ điểm qua thôi. Bạn không tưởng tượng tiếng Việt nó khó như nào đâu. Đấy nhá. Cô thử hỏi một đứa xem nhá, xem có biết phân tích không nhá. Ví dụ chẳng hạn như là cô có chữ đá đi đúng không? Đấy, chẳng hạn như nó cho chữ đá đấy. À, nó bây giờ bảo để đi phân tích xem là cái chữ đá đấy có những nghĩa gì, cô phân tích được không? Nào nhàn đâu, không khó đâu, xem nào. Đấy, ví dụ như thế đúng không? À, một bài tập rất đơn giản thôi. Nào, đá bây giờ có những nghĩa gì? À, phân tích đi. Đá nhau ạ, tảng đá. Ừ, đá nhau. Chúng ta không thể phân tích là đá là đá nhau được, không hiểu không ạ? Không phải phân tích được kiểu như vậy. À, cũng giống như khi các bạn giải thích cho một đứa trẻ con cũng thế nhá. Không thể bảo là nó hỏi mẹ ơi đá là cái gì, đá là đá nhau. Nghe nó rất là buồn cười đúng không? Nó rất là phi khoa học, không thể giải thích thế được. Thứ nhất là mình phải hiểu cái là gì, đá đây là một hành động đúng không? À, đấy phải giải thích cho nó thế đấy. À, đây là một hành động dùng gì, dùng chân đúng không? Ví dụ như thế, à, dùng chân để tác động vào một vật gì đấy đúng không? À, ít nhất là mình giải thích theo kiểu như thế, chứ không phải là người ta cho một bài đúng không? Hãy phân tích nghĩa của từ đá. Đá mở ngoặc đá nhau rồi một điểm mà được chưa, không phải phân tích thế đâu. Đấy, nhưng mà rất khó đúng không, mỗi đá nhau thôi hả, đá gì nữa, đá gì nữa, phân tích được không? Tảng đá cô. Ờ, tảng đá. Ờ, thế đá đấy là đá gì? Đấy, đúng không? Ngày xưa cô giáo em không dạy. Không dạy. Trái dạy cả, trái được dạy cả đúng không? Nhưng chúng ta biết sử dụng đấy, nhưng mà rất khó nhá. Đấy, đi học nó lại người ta bắt mình kiểu đấy đúng không? Đá là kiểu là gì? Đấy là danh từ đúng không? Mình phân tích theo kiểu dạng là khi là danh từ thì đấy là gì đấy ạ? À, như kiểu dạng là một cái vật liệu, hiểu không? À, đấy là phải phân tích theo kiểu đấy là một dạng vật liệu đúng chưa? À, nguyên vật liệu để xây dựng hay là gì gì đó. Đó, rất khó nhá. Đá còn để làm gì nữa? Cũng là danh từ nhá, còn để làm gì nữa? Ngoài là vật liệu xây dựng ra nó còn để làm gì nữa? Ăn. Ừ, để ăn nữa đúng không? Đấy, đúng chưa? Đấy nhá, cái đá mà cho vào nước là nó lạnh ấy. Còn đá gì nữa? Ai biết không? Dùng để làm trang sức. À, đá dùng để làm trang sức rồi, đá gì nữa? Ờ, tôi bị người yêu đá rồi đúng không? Tiếng Việt có cái cách nói này không? Có, đúng không? Ừ, đấy, tao bị người yêu nó đá rồi. Thế lúc này lại đá này là làm sao? Có phải là dùng chân để đá nó đi không? Không. Nó lại mang tính chất là gì ạ? Bị người khác gọi là ruồng bỏ đúng không? Bỏ đi. Đấy, thấy chưa? Khó lắm nhá, thấy chưa? Đừng có tưởng là dễ đâu, không dễ đâu. Ừ, đấy.
Thế Tây nó học đúng không? Tây nó học nó bảo ố, lúc thì thấy cho vào để ăn đúng không? Lúc thì thấy làm vật liệu xây dựng, lúc lại thấy đấm đá nhau đúng không? Lúc thì lại thấy cái gì ạ? À? À, lúc lại thấy chia tay nhau kiểu như thế đúng không? Ừ, đấy, rất là vi diệu nhá, không dễ đâu, khó lắm. Đó. Chưa? Nhưng mà cái nếu mà chúng ta hiểu được bản chất của tiếng Việt ấy thì sau đó là hỗ trợ cái việc mà chúng ta dịch sang một cái ngôn ngữ khác nó rất là tốt. Ừ, nhìn sang một ngôn ngữ khác rất là tốt đúng không? Đấy, đúng chưa? Các thử làm bài tập của các cháu lớp 1 mà xem, khó cực kỳ luôn. Đúng không? Không biết làm nào đâu. Đấy nhá. Bây giờ bị nào hướng dẫn viết chữ này cho một lần nhá. À, chữ này viết thế nào đây? Chữ này nhìn trông ghê không? Đấy, trông khiếp đúng không? Này. Trái qua phải này, ngang, sổ này, ngang, được chưa? Đấy. Sổ này, ngang tiếp. Sau đó này, phải mắc nó sang cho cô. Đấy. Chưa hết nhá, cái chỗ này các bạn kéo dài dài một tí. Kéo dài một tí này, sau đó này, ngang. Sổ móc lên, đúng không? Nó này, phải phải như này nữa, chấm. Đấy, đây mới là một chữ thôi, đây là chữ duê thôi nhá. Cứ mỗi một phiên âm sẽ là một chữ Hán. Đây là chữ duê này, chữ nán này, ngang. Đấy, sau đó sổ xuống, đúng không? Tiếp tục này, sổ này, ngang. Sổ móc nhá. Đấy, hai cái dâu. Sau đó hai nét ngang và sổ xuống, được chưa? Chữ thủy thì vẫn như vậy nhá. Đấy, duyên án Việt Nam. Duyên án thủy thì là tiếng Việt. Rồi, ok. Đấy, đấy là tiếng Việt Nam nhá. Duyên án thủy. Rồi, tiếng Việt không khó lắm đúng không? Ừ, thôi, nhưng mà mình vẫn là người Việt nên là vẫn cảm thấy nó không khó lắm. Vậy sẽ nói là gì? Tiếng Việt không khó lắm. Đọc cho cô câu này xem nào. Ờ, gì nhỉ? Thảo nào? Duyên nán Duyên nán nhụy Phú thay nán. À, được chưa? Duyên nán nhụy Phú thay nán. Được nhá? Ừ, đấy nhá. Rồi, chúng ta học một từ cuối cùng nữa nhá. Chúng ta sẽ nghỉ này. Chúng ta có từ chẩn mơ nhăng. À, chẩn mơ nhăng. Nha. Rồi, cô hướng dẫn qua viết chữ chẩn này. Chẩn sẽ viết như nào đây? Phẩy này, đấy, sau sổ xuống nhá. Tiếp tục bên trên chúng ta sẽ viết ba cái nét gạch ngang này cho cô. Đấy. Nó giống như là cái nửa sau của chữ chua trong từ cung chua ấy, bạn có nhớ không ạ? À, đấy. Sau đó bên dưới là gì? Bộ tâm đúng không? Ừ, tâm đấy. Tâm nằm đấy. Nửa dưới của chữ nín đúng không? Thì đây là chữ chẩn này. Mơ là trong từ sấn mơ đấy đúng không? Đấy nhá, mơ. Nhăng này, nhăng sẽ vẽ như thế nào? Ngang sổ này đúng không? Đấy. Đâu, cái bộ này tách ra gọi đây là bộ mộc nhá. Mộc tức là cây cối. Ừ, nhưng ở đây cũng không liên quan gì đâu. Tiếp này. Đấy, hai cái dâu này. Sau hết ba nét ngang cho cô nhá. Đấy, sau sổ xuống, chẩn với nhăng. Rồi, thế thì cái từ này trong tiếng Trung người ta cũng xếp vào dạng người ta gọi là đại từ nghi vấn nhá. À, như vậy đã có từ nghi vấn thì chắc chắn phải để dùng để gì nhỉ? Hỏi, đúng không? Nhá, đúng rồi, hỏi. Vậy thì cái vị trí của từ này nó sẽ hay đứng ở đâu? Cái từ này gần như nó luôn đứng ở cuối câu. Đúng rồi, luôn luôn đứng ở cuối câu. Và nó sẽ để hỏi cho cái gì ạ? Hỏi cho tính chất này và hỏi cho trạng thái nhá. Của cái gì ạ? Sự vật, sự việc và con người, đúng không? Đấy. Đại từ nghi vấn này dùng ở cuối câu nhé, cái từ này cũng luôn luôn đứng ở cuối câu là chính thôi. Đó, để hỏi cho tính chất và trạng thái của sự vật, sự việc và con người, mình sẽ hay dịch là như thế nào, đúng không? Cái gì gì đấy như thế nào nhá, một người nào đấy như thế nào, hay là sự việc gì đấy như thế nào, đúng không? Thế khi mà dùng chẩn mới nhăng rồi thì có cần ma nữa không? Không. Ừ, không nhá, được chưa? Vì đây nó đã bản chất của cái từ này nó đã là dùng để hỏi rồi, thế nên chúng ta không cần có ma nữa, đúng không? Đấy, như vậy chỉ cần nói là chẩn mới nhăng thôi là được. Đấy. Ví dụ như nào đây, chẳng hạn như là thay vì nói là gì công việc của bạn bận không đúng không, thì bây giờ mình sẽ hỏi một cách chung chung hơn, công việc của bạn như thế nào đúng không? Vậy mình sẽ hỏi như thế nào đây? Cung chua chẩn mây giang. Nỉ cung chua chẩn mây giang. Cung chua chẩn mây giang đúng không? Hay là thay vì hỏi là nỉ ba bà thân khí khỏe ma, chúng ta sẽ hỏi là gì? Nỉ ba bà. Nỉ ba bà thân khí chẩn mây giang. Chẩn mây giang. Rồi, được chưa? Vậy chẩn mây giang là sẽ hỏi cho tính chất nó sẽ chung hơn đúng không? Chung hơn, chúng ta sẽ nhiều kiểu nhiều cái dạng gọi là trả lời nó sẽ mở hơn. Đấy, mở hơn nhá, hiểu từ chẩn mây giang được chưa? Rồi đọc lại một lần cho cô hai câu này nhá. À, Nhung nào. Em thưa cô là nỉ cung chua chẩn mây giang. Nỉ ba bà thân thỉ chẩn mây giang. À, được chưa? Nỉ ba bà thân thỉ chẩn mây giang.
Đấy. Bạn khác đọc lại lần nữa nào. Hùng, bật mic lên. Đây ạ, đây ạ, đây ạ, đây ạ. Nỉ. Cô là nỉ cung chua trần mơ trăng. Nỉ ba bà. Nỉ ba bà cung chua. Sân thị trần mơ trăng. Sân thị. Sân thị trần mơ trăng. Được chưa nhá, ok. Đấy nhá, hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây cho cô đã, được chưa? Một lát nữa cô sẽ gửi bài tập về nhà cho các bạn sau nhá. Rồi, cha chen. Lời sư cha chen. Lời sư cha chen. Lời sư cha chen. Chào lớp. Lê Ma. Đây. Lê.